trời đất lúc đầu vạn vật giáng sinh, cửu trùng thống nhất tam giới tiên người yêu. Yêu đế bất mãn âm thầm xúi dục Long tộc và tứ hải làm loạn, Thiên đế lệnh Bạch đế và Thanh đế dẫn theo 10 vạn tinh binh bình định. Thương vong khốc liệt, cuối cùng Long tộc thần phục cửu trùng thiên. Trong chiến dịch này, Lang Sở đệ tử của Bạch đế và Tử Tuyên đệ tử Thanh đế lập được chiến công hiển hách nổi danh tiên giới. Thanh đế và Bạch đế ký giao ước ngàn năm sau quyết chiến một trận xem đồ đệ của ai mới là người đứng đầu tiên giới. Bạch Xà nghe sư phụ kể cũng muốn làm người đứng đầu. Sư phụ bật cười, cô suốt ngày làm biếng không chịu luyện tập đến hình người còn chưa luyện thành mà toàn nằm mơ hão huyền. Bà giới thiệu cho cô một người tên Tử Tuyên, sinh ra đã có thất sát có thể bảo vệ cô. Hai người họ định sẵn có thể độ thiên hạ chúng sinh, chuyển cảnh Tử Tuyên thấy cô thì đưa tay ra đón. Bạch Xà cũng thích thú cuộn tròn vào bàn tay anh rồi chui vào người ủ ấm, lúc này Lang Sở lại đuổi đến. Hắn vẫn luôn cố chấp với lời giao ước của sư phụ khi xưa, trong lúc giao đấu Bạch Xà lao ra quấn lấy cây kiếm của Lang Sở. Cuối cùng bị Tử Tuyên đánh cho một chưởng, nhưng sau đó Tử Tuyên lại đưa Lang Sở về trị thương. Hắn không ngừng trút giận lên con rắn, nếu còn để hắn nhìn thấy sẽ giết chết. Tử Tuyên nhận ra Lang Sở bị tâm hỏa rất nặng, chỉ có tim rắn có tính hàn mới có thể chữa trị. Bạch Xà nghe vậy liền chùn lẹ, dặn lòng nhất định không được ngủ nếu không sẽ bị mất mạng. Vừa dứt câu Lang Sở đã chặn trước mặt. Khi Bạch Xà sắp bị hắn bóp chết thì Tử Tuyên lại tới cứu cô. Anh dùng hết những vị thuốc quý giá để trị tâm hỏa cho Lang Sở. Nếu hắn được cứu sống thì đều đáng. Nhìn Tử Tuyên được nữ nhân khác mặc quần áo, cô cũng ước mình có thể biến thành người giúp anh. Chuyển cảnh Tử Tuyên đang ngồi thiền thì Tử Bạch đã thành công biến thành hình người. Khi anh vừa mở mắt ra thì cô đứng bật dậy khiến anh ngại ngùng. Biết cô là Tiểu Bạch, Tử Tuyên rất bất ngờ. Anh dạy cô cách cầm đũa rồi cùng ăn cơm. Tối đến lại lăn lên giường ngủ nhưng bị anh lôi dậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Thấy vậy Tiểu Bạch lại biến thành hình rắn để được ngủ bên anh. Hôm sau Tử Tuyên tới tìm Thánh Mẫu, không hiểu tại sao bà lại đưa Tiểu Bạch tới bên mình. Thánh Mẫu cảm thấy cô là người thông minh lanh lợi, nếu đi nhầm đường thì uổng phí. Bà nhận thấy Tử Tuyên là người thầy tốt nhất để dạy dỗ cô. Tiên Hạc thấy Tiểu Bạch lạ mặt cho rằng cô là yêu ma, rút kiếm định ra tay thì Tử Tuyên quay về. Anh quyết định đưa cô đi dạy học, cô muốn học đàn nhưng lại không biết chữ. Học cơ thì lại nghịch ngợm, chưa học được gì đã đòi đi ngủ. Tử Tuyên tặng cô một thanh kiếm để từ mai chăm chỉ học hành. Chuyển cảnh Hắc Giao Long trốn thoát đang hoành hành ở Nam Hải. Lang Sở và Tử Tuyên quyết định cùng nhau tới đó, còn Bạch Xà lúc này lại lẻn đến vườn đào tiên. Nhận ra đây là Tây Mẫu nương nương thì quỳ xuống, nhưng thấy bà ta cười lại nghĩ rằng mình bị lừa. Nghĩ rằng bà cũng như mình đến đây ăn trộm đào, thấy đám người canh gác bà bảo cô hãy mau tìm chỗ trốn rồi biến mất. Tử Tuyên không thấy Tiểu Bạch đi tìm khắp nơi, Tiên Hạc không vui, dù sao cô cũng chỉ là một tiểu yêu, anh không cần phải quan tâm như vậy. Chiếu thư ở Nam Hải gửi đến Tử Tuyên đành nhanh chóng rời đi. Lúc này Bạch Xà đụng trúng một quả đào khiến nó rơi xuống. Cô nhặt nó lên lại thấy nhiều quả khác to hơn, tự dặn lòng chỉ đến lấy một quả giúp Tử Tuyên độ kiếp, không được tham lam. Sau này trở thành thần tiên sẽ quang minh chính đại mà ăn. Vừa dứt câu thì thiên binh dẫn nhau tới bao vây cô. Thấy chiếu thư ở núi Côn Luân truyền đến, e là Thao Thiết đã làm loạn. Tử Tuyên đuổi Lang Sở về Côn Luân để mình trấn áp yêu thú. Sau khi quay trở về lại không thấy sư phụ, liền tự ý mở kết giới vào kiểm tra. Thao Thiết trốn phía sau đánh lén Lang Sở rồi trốn thoát. Đúng lúc đó sư phụ trở về. Còn Hắc Giáp Long đã đấu với Tử Tuyên 3 ngày 3 đêm, sức lực suy yếu, bị anh dùng tháp trấn yêu bắt lại. Tử Tuyên trở về không thấy Tiểu Bạch quay về thì tức giận. Tiên Hạc thành thật nói ra chuyện cô đi ăn trộm bàn đào đã bị bắt. Mặc kệ cô ta ngăn cản, anh phải đến cứu Tiểu Bạch về. Tiểu Bạch bị thương khắp người nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ quả đào tiên không chút xây sát. Tử Tuyên thấy cô thật là ngốc, mặc kệ đám thiên binh ngăn cản, nhất quyết đưa cô về. Tử Tuyên đến chỗ Tây Mẫu nương nương tạ tội. Bà thấy cô đã thay đổi rất nhiều, lại vì con rắn trắng đó mà hấp tấp. Bà cũng không muốn gây khó dễ hơn nữa, cũng biết cô làm vậy là có ý tốt, tặng cho Tử Tuyên một quả đào. Tiểu Bạch quỳ chịu phạt bên ngoài, Tử Tuyên cũng không lỡ để cô quỳ lâu, bước tới khoác áo cho cô. Còn đưa ra quả đào mà Tây Mẫu tặng, Tiểu Bạch không muốn ăn, cô chỉ muốn lấy để giúp anh tu luyện thành tiên. Sau đó hai người quyết định chia nhau mỗi người một nửa. Tử Tuyên biết Lang Sở lại bị Thao Thiết đả thương, vết cũ chồng lên vết mới không thể đánh lại hắn. Tử Tuyên nhốt Lang Sở lại, anh sẽ đi thu phục Thao Thiết, nhất định sẽ bình an trở về. Tiên Hạc vì muốn đuổi Bạch Xà đi nói với cô hãy thử bỏ đi để xem Tử Tuyên có quan tâm đến mình. Lúc này anh đang giao đấu với Thao Thiết, hắn không đấu lại với Tử Tuyên liền giở trò tự sát, dùng nguyên thần sót lại yểm trên cây kiếm của anh. Tử Tuyên trở về thấy bài viết của cô thì lán lại kiểm tra chính tả. Tiểu Bạch thấy anh không quan tâm đến mình đã rời đi thì buồn bã. Đúng lúc đó thanh kiếm lao tới Tử Tuyên, cô lao ra chặn lại. Thấy tay cô bị thương, anh giúp cô băng bó lại. Chuyển cảnh Tử Tuyên thấy cô được Tiên Hạc tặng một cành đào mà lại rất chân quý, quyết định dẫn Tiểu Bạch đến Bồng Lai Tiên Sơn, khiến Tiên Hạc rất khó chịu. Nhìn thấy hai người ở vườn đào, cô ta liền bỏ đi. Khi đang xem bức hình Tử Tuyên vẽ thì Thanh Đế tìm đến, biết anh vì Tiểu Bạch mà sao nhãng, ông rất tức giận.
Ông không hiểu sao một người luôn cẩn thận như anh lại để Thao Thiết đả thương đến như vậy. Anh giải thích nếu giết chết thì sư phụ sẽ khó lòng ăn nói với Bạch Đế, mà bắt sống lại sợ Bạch Đế mất mặt, vì vậy đã cắt đứt gân cốt của hắn. Nhưng sư phụ cũng hiểu anh cố tình để bị thương vì không muốn tu tiên để ở lại bên Tiểu Bạch. Tử Tuyên khẳng định mình chưa từng động lòng kể cả Tiểu Bạch. Nhưng khi nghe ông nói đuổi Tiểu Bạch ra khỏi Cửu Hề Sơn thì nhất quyết không đồng ý. Tiểu Bạch không nghe hết câu, tưởng rằng Tử Tuyên muốn đuổi mình đi thì đau lòng. Thánh Mẫu cũng không biết lúc đầu mình đưa Tiểu Bạch đến là đúng hay là sai. Tử Tuyên thấy từ lúc cô đến Cửu Hề Sơn mọi thứ trong cuộc sống của anh đều thay đổi. Cô tựa như những bông hoa đào trên tuyết. Thánh Mẫu nghe vậy cũng yên tâm tặng Tử Tuyên đóa hoa băng, biết đâu có thể giúp cậu hồi phục lại nguyên thần. Ở một diễn biến khác, Tiểu Bạch kể lại chuyện mình nghe thấy cho Tiên Hạc. Cô cũng không muốn ở lại đây nữa, nhưng việc cuối cùng muốn làm là trị thương cho Tử Tuyên. Nghe Lãnh Xuyên nói trong nhà thuốc có Đông Hải băng tâm chi có thể trị thương cho anh, cô liền tới đó ăn trộm thuốc. Lăng Sở chặn trước cửa nhắc nhở nếu bị Thanh Đế bắt được sẽ liên lụy Tử Tuyên, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần chữa được vết thương của anh đều đáng hết. Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng Tiểu Bạch lại tò mò động vào tháp trấn yêu khiến lá bùa rơi xuống. Tiểu Bạch đưa thuốc cho Tử Tuyên, lén bỏ viên thuốc vào. Sau khi thấy anh uống hết chén thuốc, cô cũng yên tâm. Lúc này Tiên Hạc vào phòng thuốc, phát hiện Hắc Giáp Long đã trốn thoát ra ngoài. Tử Tuyên tức giận nhốt cô lại rồi cùng Lăng Sở đi trấn yêu. Tiểu Bạch cầu xin Tiên Hạc hãy thả mình ra, cô đã một lần đỡ một cho anh trước Lăng Sở, cũng đã một lần đỡ trước Thao Thiết, nhất định lần này cô sẽ cứu được Tử Tuyên. Để Hắc Giao Long không thể trốn thoát ra lần nữa, Lăng Sở đã dùng máu hiến tế tòa yêu tháp. Nhưng một khi dùng máu khởi động chỉ có thể dùng sinh linh hiến tế mới đóng được nó lại, nếu không nó sẽ thu người khởi động và những sinh linh gần đó, thiên hạ sẽ đại loạn. Tiểu Bạch muốn dùng bản thân mình để hiến tế bị Tử Tuyên ngăn lại. Anh lao đến dùng máu của mình đóng cửa tháp rồi giao đấu giết chết Hắc Giáp Long. Thấy anh quay lại, cô lao đến nhưng không thể chạm tới được vì đó chỉ là chút nguyên thần sót lại. Tiểu Bạch hối hận cô sẽ lập tức rời khỏi Cửu Hề Sơn, không xuất hiện làm phiền anh nữa. Tử Tuyên dặn cô hãy sống thật tốt sau đó tan thành cho bụi. 1000 năm sau, Tiểu Bạch và Tiên Hạc nương tựa vào nhau. Bỗng trời đất rung chuyển, đèn tụ hồn đã bị lấy cắp. Khi Tiên Hạc định rời đi thì Tiểu Bạch kéo lại. Cô kể chuyện 500 năm trước khi đi tìm nguyên thần của Tử Tuyên bị phân tán. Cô quỳ xuống muốn cầu xin được tìm thấy một mảnh nguyên thần của Tử Tuyên. Nguyện dùng máu nuôi dưỡng không sợ cực khổ. Cuối cùng một mảnh nguyên thần của anh thực sự xuất hiện. Vì thế đèn tụ hồn là do Lăng Sở đã lấy cắp giúp cô. Hai người khởi động đèn tụ hồn để kêu gọi nguyên thần của Tử Tuyên. Nhưng cũng vì thế mà Yếu Đế cũng thức tỉnh, thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ đại loạn. Bạch Đế thu lại đèn tụ hồn để Lăng Sở xuống hạ giới lịch kiếp, còn Bạch Xà bị phạt nhốt trong bóng tối mãi mãi không thể nhìn thấy mặt trời. 20 năm sau Lăng Sở cũng trưởng thành, ở kiếp này cậu tên là Tề Tiêu, nhận lệnh sư phụ lên núi bắt yêu. Tề Tiêu là đệ tử của Nguyên Nhất Đại Sư, máu lạnh vô tình đã giết chết rất nhiều yêu ma. Yêu nữ Tiểu Thanh thấy anh tài giỏi như vậy muốn đến xem thử. Thấy Tề Tiêu đứng hình trước vẻ đẹp của Tiểu Thanh, đám tiểu yêu đắc chí tưởng rằng đã trói buộc được Tề Tiêu, nhưng ngờ đâu cậu lại dễ dàng chạy thoát khiến cô ta mất hết mặt mũi đuổi theo. Đúng lúc định rút kiếm thì Tề Tiêu ngã xuống. Cung thượng của Dược Sư Cung đi tới khiến một tiểu yêu hoảng sợ. Ông ta là thần y số một trên đời, dù người hay yêu cũng đều kiêng nể ba phần. Nhưng Tiểu Thanh cũng không quan tâm, muốn xem người này rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Nghe thấy có người bị thương, cung thượng không muốn giúp, nhưng thấy hắn chạy vào địa phận của Dược Sư Cung lại quyết định giúp đỡ. Mà cung thượng này lại chính là Tử Tuyên độ kiếp. Lúc này Tề Tiêu tỉnh dậy, bị đại tiểu thư của bọn họ chữa trị khiến cậu cười không ngậm được miệng, cầu xin bọn họ đừng chữa trị nữa, thả mình đi. Hứa Tuyên nghe vậy thì đến cho Tề Tiêu ba kim giúp hắn nôn hết máu độc ra ngoài. Tề Tiêu tức điên tưởng hắn hại mình luôn, miệng ham dọa muốn giết chết Hứa Tuyên. Còn Tiểu Thanh không tìm được Tề Tiêu liền dở thói ăn trộm thuốc quý, khi mở ra lại toàn là cỏ dại cùng Bạch Xà bay ra. Nghe thấy Tiểu Thanh nói mình có bàn đào, Tiểu Bạch liền muốn ăn thử, nhưng Tiểu Thanh nói cô đánh thắng rồi nói. Tiểu Thanh thấy mình không đánh lại, mượn cớ đã bị thương khi ở Dược Sư Cung. Tiểu Bạch thấy không có bàn đào ăn thì buồn bã. Nhìn dáng vẻ chỉ vì một quả đào của cô, Tiểu Thanh cũng bật cười, thấy cô thật đáng yêu. Chuyển cảnh Hứa Tuyên bắt mạch cho Tề Tiêu, không nghĩ y thuật của mình lại tệ như vậy. Cho người đưa Tề Tiêu đi chôn càng xa càng tốt. Tiểu Thanh thấy bọn họ khiêng quan tài thì tới cướp thi thể. Nắp quan tài bật ra, Tề Tiêu lao đến giao đấu với cô ta. Hứa Tuyên chặn lại, giết người hay yêu đều là sát sinh. Tiểu Thanh cũng không ngờ một cước của hắn đã khiến nguyên thần cô ta tổn thương như vậy. Tiểu Bạch xuất hiện cũng không tính toán chuyện cũ mà cứu Tiểu Thanh. Biết cô chính là đệ tử của Ly Sơn Thánh Mẫu tên Bạch Yểu Yểu, mọi người quỳ xuống gọi cô là Thượng Tiên. Chuyển cảnh Hứa Tuyên phát hiện thảo dược không những không mất đi mà còn nhiều hơn. Những thảo dược bị mất cũng trở về chỗ cũ. Anh phát hiện trong phòng mình sáng đèn, biết có kẻ đột nhập. Tiểu Bạch vượt qua mấy lớp bảo vệ tới trả thuốc mà giờ lại sợ trốn trong phòng anh không dám về. Hai người đứng thật gần mà lại không thể nhận ra nhau. Hứa Tuyên cho cô biết có mật thất sau kệ sách để cô chạy trốn, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng cả đời của mình. Đêm đó Hứa Tuyên mơ thấy cảnh Tiểu Bạch biến thành người. Một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện,
hôm nay là lễ hoa đào, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh dắt nhau xuống phố đi dạo. Hứa Tuyên cũng đưa các sư đệ sư muội xuống phố, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền đuổi theo. Lãnh Ngưng kéo Hứa Tuyên vào quán mặt nạ, anh không muốn đeo nhưng lại thấy Lãnh Ngưng có vẻ buồn nên cũng chiều theo. Tiểu Bạch không thấy Tiểu Thanh chạy đi tìm lại va phải Hứa Tuyên, nhưng cả hai đã đeo mặt nạ nên không nhận ra nhau. Anh thấy có người đang bán rắn liền đến mua lại, lúc này Tiểu Thanh bị Lãnh Ngưng nhận ra là kẻ trộm thuốc. Thấy Tề Tiêu bay, Đế Cô vội vàng bắt Lãnh Ngưng lại làm con tin nhưng vẫn bị Tề Tiêu đả thương, nhân cơ hội hắn sơ hở mà chạy thoát. Còn Tiểu Bạch cũng đi Hứa Tuyên, cô cảm thấy anh thật quen thuộc. Hoa đào lại rơi, cô nhớ tới cảnh hai người khi còn ở Cửu Hề Sơn, Hứa Tuyên tháo chiếc mặt nạ khiến cô chết chân. Đúng lúc đó Tiểu Thanh bị thương chạy tới, khi cô quay lại thì anh đã biến mất. Muốn chạy đi tìm nhưng Tiểu Thanh đã ngất lịm đi, Lãnh Ngưng bị trúng độc của Tiểu Thanh chỉ mật rắn mới có thể cứu chữa. Lúc này Tiểu Bạch giúp Tiểu Thanh trị thương rồi sai người đem thư tới gửi cho Tề Tiêu, cô sẽ giúp Lãnh Ngưng trị thương sau đó dắt Tiểu Thanh đến Dược Sư Cung tạ tội. Cô tìm đến Dược Sư Cung, khắp nơi đây đều dán bùa trừ yêu chỉ có thể đi cửa sau vào, nhưng sau đó lại bị hút vào trận pháp bọn họ đặt ra, Tiểu Bạch đành hiện nguyên hình. Lại nhìn thấy Hứa Tuyên đi tới, cô vui mừng vì đây không phải là mơ, nhưng sau đó niềm vui vụt tắt khi bị Hứa Tuyên tự tay lấy mật. Nhưng thực ra là anh phát hiện trên người cô bị thương nên tiện tay giúp Tiểu Bạch lấy đi phần thịt thối giữa. Tối đó Tiểu Bạch kiểm tra ký ức của anh nhưng lại không có chút ký ức nào của Hứa Huyên. Cô đành liều mình đi vào thần thức của anh lại bị ma trận trong đó bắt lại, cuối cùng không tìm thấy gì nên chạy ra ngoài, có người đến báo thuyền của bọn họ đã bị lát. Tất cả thương liên quỳnh hoa để chữa bệnh cho Lãnh Ngưng đều không còn, Hứa Tuyên cho người đi tìm khắp các hiệu thuốc giá nào cũng phải tìm được thương liên quỳnh hoa. Đúng lúc đó Lãnh Ngưng đã không thể cầm cự nôn ra máu, Hứa Tuyên đành chấp nhận lấy mật rắn của Tiểu Bạch. Khi anh chuẩn bị ra tay thì Tiểu Thanh đã vào được bên trong uy hiếp, rất nhanh Tiểu Thanh đã bị đám người đó bắt lại. Tiểu Bạch thấy anh không cảm nhận được linh tính của mình không phải là Tử Tuyên thì buồn bã. Tiểu Bạch đến phòng thuốc muốn giúp Lãnh Ngưng giải độc để đổi lấy mạng của Thanh. Hứa Tuyên ngờ vực lấy con nhện độc để nó tự cắn mình, sau đó cho Tiểu Bạch thời gian một nén hương để chữa trị. Cô định bỏ đi nhưng thấy Hứa Tuyên ngã xuống đành quay lại chữa trị, vậy mà anh vẫn cứng miệng nói mình đã thắng cô đã qua vòng kiểm tra. Tiểu Bạch cuối cùng đã nghĩ ra cách chữa bệnh trong địa hỏa mà không bị hiện nguyên hình, khuôn mặt ngây ngốc suy nghĩ khiến Hứa Tuyên khó hiểu không biết cô có bị bệnh hay chập dây nào không. Tiểu Bạch yêu cầu bọn họ cho nhiều người canh gác bên ngoài, tuyệt đối không cho phép ai bước vào bên trong. Một tên dụ dỗ Tiểu Thanh nhân lúc Tiểu Bạch chữa trị cho Lãnh Ngưng lấy đi Linh Châu. Như vậy sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác nữa, mà đó là chủ ý của một tên yêu ma khác đã dùng cả nhà cậu ta uy hiếp, sau đó đưa cho một vật có thể giúp ích, cuối cùng Tiểu Thanh cũng bị dụ dỗ. Nhân lúc Tiểu Bạch dùng Linh Châu cứu Lãnh Ngưng, bọn họ xông vào, thấy Linh Châu ở trong người Lãnh Ngưng, bọn họ liền đưa người đi. Tên đó ném món đồ tên yêu ma đưa cho khiến cho ngọn lửa cháy rực. Lúc này Tề Tiêu cũng thấy ngọn lửa bùng lên vội vàng đến cứu người, thuộc hạ đến báo Tiểu Thanh đã trốn thoát ra ngoài. Rõ ràng ở đó có dáng ma trừ Tề Tiêu đem đến, không biết cô ta thoát ra bằng cách nào. Còn Tiểu Bạch lúc này thân còn không lết nổi vẫn muốn đi cứu Lãnh Ngưng vì sợ Hứa Tuyên sẽ coi thường mình. Hứa Tuyên nóng ruột đổ thau nước lên người tự mình bước tới, bỗng thấy tim đau nhói không hiểu sao mình lại đau lòng vì cô. Vài bóng người giống hệt Hứa Tuyên nhập vào cậu làm một, Tử Tuyên xuất hiện đến đỡ Tiểu Bạch. Cô đã nói mình sẽ sống tốt vậy mà lại để bản thân đến nông nỗi này. Tử Tuyên hôn lên trán cô rồi bế ra ngoài, sau đó cậu cũng ngất đi. Ở một diễn biến khác, Lãnh Ngưng không may bị rơi xuống, dù Tiểu Thanh đã kéo hết sức nhưng vẫn bị tuột tay. Tên yêu nghiệt thao thiết kiểm tra không thấy Linh Châu lại nghĩ ra yêu khí kết tụ ở tim đã đưa Lãnh Ngưng về sau này sẽ dùng đến. Lúc này Tiểu Thanh lôi Linh Châu ra thì Tề Tuyên lại xuất hiện. Cô ta vội vàng đẩy Linh Châu vào người, nhưng rất nhanh sau đó lại vô cùng khó chịu. Nguyên nhất đại sư đến, nếu không lấy viên Linh Châu ra ngoài cô ta sẽ mất mạng. Chuyển cảnh Tiểu Bạch tìm Thanh Đế muốn biết người cứu mình có phải Tử Tuyên. Ông lại nói đó chỉ là người giống với Tử Tuyên, nhưng Tiểu Bạch đã đi vào thần thức của Hứa Tuyên lại cảm nhận được hơi thở của Tử Tuyên. Thanh Đế không muốn cô nhiều lời nói dối, tụ hồn đăng đã vỡ Tử Tuyên không thể trở về rồi đuổi cô đi. Tiểu Bạch trở về Dược Sư Cung ngồi thẫn thờ thì Hứa Tuyên tới. Anh muốn cô tự trách nhiệm với tất cả những gì đang xảy ra, nếu Lãnh Ngưng bị bất kỳ tổn thất gì sẽ tùy anh xử lý. Lúc này Tiểu Thanh không thể trụ được lại bị đám người Dược Sư Cung bao vây, đúng lúc đó Tiểu Bạch xuất hiện lấy lại Linh Châu. Tiểu Bạch muốn bọn họ tha cho Tiểu Thanh nhưng đám người không đồng ý, Tiểu Bạch xông đến nhưng cô đang bị trọng thương rất nhanh bị đánh gục. Đúng lúc đó Hứa Tuyên tới bảo họ dừng lại nhưng Tiểu Bạch cũng ngất đi, Tiểu Bạch mở mắt lại thấy Hứa Tuyên đang chăm sóc mình, bất chợt nhớ đến Tử Tuyên. Tiểu Thanh thấy Tiểu Bạch mãi không tỉnh thì lo lắng, cuối cùng cô cũng tỉnh nhưng lại đuổi Tiểu Thanh đi. Tiểu Thanh biết lỗi của mình thề cả đời sẽ đi theo cô trừ khi chết đi. Tiểu Bạch lương thiện cho Tiểu Thanh một cơ hội làm tỉ muội tốt. Chuyển cảnh Tiểu Bạch nhìn Hứa Tuyên đánh đàn bất giác nhớ đến Tử Tuyên. Anh thấy cô đàn bản nhạc khá hay, Tiểu Bạch tự hào khoe đó là do Tử Tuyên sáng tác. Tử Tuyên là một người rất giỏi cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết.
Hứa Tuyên bất giác không biết Tử Tuyên đó là người như thế nào, có quan hệ gì với cô. Vì muốn Tiểu Bạch ở lại, Hứa Tuyên bắt cô trả phí ăn ở những ngày qua. Thấy cô không có tiền thì vui vẻ, vậy thì ở lại phụ việc cho mình. Tiểu Bạch thấy Lãnh Ngưng và Hứa Tuyên gần gũi thì buồn bã. Còn anh khi nghe Lãnh Ngưng nói tỉ tỉ muốn tìm mối lương duyên cho Tiểu Bạch thì tức giận, mấy chuyện như vậy không cần bọn họ quản. Ở một diễn biến khác, Tiểu Bạch thấy Tề Tiêu tưởng là Lăng Sở, thấy cậu ta không có chút linh khí nào mới nghĩ ra Lăng Sở đã lịch kiếp. Tề Tiêu thấy cô khá quen như đã gặp ở đâu đó vậy. Người của Dược Sư Cung thấy ông chủ Ngô của Hiệu Thuốc bị chém nhiều nhát liền đưa về. Hơn nữa trên người ông ta còn có dấu hiệu dịch bệnh. Sau khi kiểm tra, Hứa Tuyên hoảng hốt. Bệnh ông ta mắc phải không phải bệnh thông thường. Sau khi nhờ anh cứu vợ con mình, ông chủ Ngô cũng ra đi. Lúc vợ con ông ta sắp bị người dân thiêu sống thì Hứa Tuyên tới. Anh phát hiện dịch bệnh này khiến bọn họ đều mất đi nhân tính. Hơn nữa đa phần những người ở đây đều đã mắc bệnh. Lúc này Tiểu Bạch báo tin rễ của Vô Tật Lan ở Bồng Lai Tiên Sơn bị lấy cắp. Tuy Vô Tật Lan có thể chữa bách bệnh nhưng rễ của nó lại tích tụ bách độc, nếu tinh luyện sẽ gây ra mối họa lớn cho nhân gian. Hứa Tuyên đang chữa bệnh cho người dân, không biết hai chuyện này có liên quan đến nhau không. Tiểu Bạch nhớ tới lời Tiên Hạc tỷ tỷ nói khi phát hiện Vô Tật Lan trên cây bao phủ một luồng khí đen. Lúc kiểm tra rễ cây Tật Lan lại khiến bản thân bị thương. Tiểu Bạch dùng cây Vô Tật Lan để tìm kiếm nguồn gốc bệnh dịch, nhưng khí đến nơi thì linh lực bị rút hết. Trên trời mây đen kéo đến, đúng lúc đó Hứa Tuyên cũng tới, không biết tại sao bên trong lại có người. Lúc Tiểu Bạch không thể cầm cự thì Tử Tuyên lại xuất hiện. Trách cô lúc nào cũng để người khác lo lắng, đây chính là kết giới địa hỏa chi chung do anh bố trí. Có người cố tình chôn thi thể ở đây để dùng thi khí phá vỡ kết giới. Tiểu Bạch hiểu ra chỉ ở trong kết giới Tử Tuyên mới xuất hiện. Vậy những lúc khác cô muốn gặp anh phải làm sao? Bỗng trên trời có sấm sét, Tử Tuyên nói gì đó nhưng cô không nghe thấy gì cả. Cô ôm chặt lấy anh nhưng sau đó lại biến thành Hứa Tuyên. Tiểu Bạch kiểm tra không có chút thần thức nào của Tử Tuyên nhưng cô đã tìm được anh, nhất định sẽ không để anh biến mất nữa. Hôm sau Hứa Tuyên tỉnh lại lại nghe có thôn dân mới mắc bệnh. Anh bảo mọi người chuẩn bị thuốc, lại được tin xe ngựa phát điên xe thuốc đã lao xuống vách núi. Tiểu Bạch mặc kệ Hứa Tuyên ngăn cản, một mực muốn đi tìm thuốc cứu người. Cô lặn xuống biển sâu lấy được hoa sen nghìn năm dưới đáy biển nhưng không may lại bị thương. Đúng lúc đó cá chép tinh tên Hồng Tâm lao đến cứu cô. Lúc này người dân cũng đang lo lắng phát điên. Tề Tiêu cũng đưa sư phụ tới, ông cũng đã mắc bệnh. Sau khi kiểm tra bệnh tình của Nguyên Nhất Đại Sư không giống những người bình thường khác mà còn nặng hơn, nhưng ông vẫn tin tưởng vào tay nghề của Hứa Tuyên giao mạng sống này cho cậu. Tình hình chuyển bệnh rất nhanh, nếu không có bát tinh liên tử thì e là không qua được. Đúng lúc đó Tiểu Bạch mang bát sen về. Thấy tay Tiểu Bạch bị thương, Hứa Tuyên nhắc cô nếu không chăm kỹ sẽ để lại sẹo. Thấy anh chăm sóc mình, Tiểu Bạch lại nhớ đến trước đây. Chưa kịp vui mừng lại bị Hứa Tuyên dội cho gáo nước lạnh, anh chỉ sợ cô làm xấu mặt Dược Sư Cung của mình. Chuyển cảnh, Nguyên Nhất Đại Sư tỉnh lại cảm ơn Tiểu Bạch vì đã cứu mình, còn kể về đứa bé lúc trước cô cứu đã trở thành một chóc yêu tên là Tề Tiêu. Hóa ra đứa bé cô cứu lại chính là Lăng Sở của nhân gian. Bỗng cô nhìn thấy trên trán ông hiện lên một đốm đỏ. Tối đó cô đến khu chôn thi thể muốn xem thử người đầu tiên phát bệnh, lại nhìn thấy nốt đỏ trên trán giống với đại sư. Cùng lúc đó Tề Tiêu và Tiểu Thanh Cung vào nhà dân xem xét, phát hiện ba thi thể, hai người lớn thì thương tích đầy mình, còn đứa bé lại có vết đỏ trên trán. Một luồng khí đen bay ra, Tề Tiêu dùng thuật chặn nó lại. Còn Tiểu Bạch lúc này kiểm tra thi thể, thấy được người này trước lúc chết ngậm một rễ cây, toàn thân đau đớn. Sau đó lại nhìn thấy tên Thao Thiết vừa trở về thì Hứa Tuyên đi đến, trên trán cũng có một chấm đỏ. Tiểu Bạch chữa trị cho Hứa Tuyên thì bên kia tên Thao Thiết cũng đang giở trò muốn giết chết anh. Cô gắng sức bảo vệ, cuối cùng cũng đánh bại tên Thao Thiết. Hứa Tuyên bật dậy tấn công cô, còn Tề Tiêu và Tiểu Thanh lúc này trốn trong chiếc tủ có đứa bé. Cậu phát hiện ra yêu ma đó không đến gần chiếc tủ này. Kiểm tra thi thể đứa bé không còn chút máu, luồng khí bên ngoài bắt đầu dồn dập hơn. Bây giờ muốn hủy hoại nó chỉ có ánh sáng. Trời đã sáng, đứa bé bỗng cầm tay KHIE, Tiểu Thanh sợ hãi bật ra ngoài. Tề Tiêu dùng thanh kiếm chiếu ánh sáng khiến yêu khí biến mất. Hứa Tuyên thấy bệnh của mình rất giống Nguyên Nhất Đại Sư. Nhưng khi uống bát tinh liên hoa lại không đỡ mà ngày càng nặng thêm. Tên Thao Thiết bị Tiểu Bạch phá vỡ trận pháp suýt nữa không còn hồn phách thì vô cùng tức giận. Hắn muốn tìm cách tiêu diệt cô trừ hậu họa về sau. Trong Dược Sư Cung xuất hiện một bóng đen, chính là Yêu Đế. Trăm năm trước khi hắn đến đây tưởng rằng có thể tái tạo nguyên thần nhưng lại bị nhốt ở mảnh vỡ nguyên thần của Tử Tuyên. Hắn cảm nhận được ở đây có hơi thở quen thuộc của người con gái luôn tâm sự với mình khi nguyên thần bị phân tán, nhưng cô ấy là ai thì hắn cũng chưa được thấy mặt. Chuyển cảnh, Tiểu Bạch sau khi sâu chuỗi lại tất cả thì tên Thao Thiết này muốn rút hết xương máu từ thi thể trẻ em để biến thành hình. Những người bị hắn hạ độc đều lâu nhất là 3 đến 4 ngày sẽ chết, nhưng Nguyên Nhất Đại Sư lại có chiều hướng tốt lên. Có thể trên người ông cất giấu chìa khóa đối phó yêu ôn. Tiểu Bạch đang khống chế yêu khí trên người Hứa Tuyên thì tỷ tỷ của anh một mực muốn xông vào. Cô đành dừng lại ra ngoài nói chuyện. Bên trong Hứa Tuyên phá vỡ kết giới cô để lại xông ra ngoài. Một sư đệ đến gần bị anh đuổi ra ngoài, nhưng Nguyên Nhất đã bị tà ma xâm nhập tấn công.
Tử Tuyên xuất hiện biết trước như vậy thì ngàn năm trước đã giết chết hắn. Thao Thiết còn muốn dẫn dụ Tiểu Bạch đến thần thức của Tử Tuyên để giết chết cô trước mặt anh, thấy có người đến hắn rời đi. Nguyên Nhất bước ra muốn Tề Tiêu phải lập tức chế ngự Hứa Tuyên. Lúc này Tiểu Bạch cũng tới, cô có cách để giúp Hứa Tuyên rồi đưa đi. Chuyển cảnh Yêu Đế xuất hiện kết giới là do Tử Tuyên tạo ra, dù cho giết chết Hứa Tuyên cũng chẳng có tác dụng. Còn tên Thao Thiết cũng chẳng bằng mặt với Yêu Đế vì vạn năm trước Yêu Đế chính là thuộc hạ của phụ vương hắn, suốt ngày bày mưu tính kế để lên được vị trí này. Yêu Đế chẳng quan tâm bày cho Thao Thiết một mưu kế. Ở một diễn biến khác, Hứa Tuyên tỉnh lại thấy mình gục trên vai của Tiểu Bạch. Anh nhờ cô nếu lúc bản thân không kiểm soát được thì cô hãy giết chết mình. Vì nếu anh tự sát sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Dược Sư Cung. Đó là thứ sư phụ để lại, nếu không giữ được thì anh không thể báo đáp ơn cứu mạng của ông. Tiểu Bạch lại muốn anh hứa nếu qua kiếp này hãy sống là chính mình một lần. Đó là điều chưa ai từng nói với anh. Hứa Tuyên thắc mắc có phải trước đó hai người từng quen nhau nhưng Tiểu Bạch lại lảng tránh. Kiếp này nhất định cô sẽ bảo vệ anh thật an toàn. Nguyên Nhất định ra tay giết người bị mình đả thương hôm đó để không ai biết sự thật, lại thấy Tiểu Bạch đến liền cứu sống cậu ta. Tống Sư Huynh nói ra người ra tay với mình không phải Hứa Tuyên mà là Nguyên Nhất, nhưng thấy sắc mặt của ông ta lại đổi thành nhờ Nguyên Nhất cứu Hứa Tuyên mới thoát được một kiếp. Nguyên Nhất đã đổi ý muốn cứu sống Hứa Tuyên, sau khi xem sách phát hiện quả Vô Tật Lan có thể chữa trị Tiểu Bạch liền trở về lấy. Hạc Tiên không muốn cô và Hứa Tuyên cứ trải qua luân hồi, chưa đến lúc cấp bách vẫn không muốn để cô dùng tới nó. Nhưng Tiểu Bạch đã nghĩ kỹ, chỉ cần cứu được Hứa Tuyên cô sẽ rời đi, bên cạnh anh đã có Lãnh Ngưng, hai người sẽ sống hạnh phúc con đàn cháu đống. Chuyển cảnh Tiểu Bạch dùng đan dược từ Vô Tật Lan cho Hứa Tuyên uống, sau đó đi vào thần thức để gặp Tử Tuyên. Cô nhốt tanh lại rồi giao đấu với Thao Thiết, lúc này Tề Tiêu phát hiện Mê Yêu cùng mọi người chống lại nó. Tiểu Thanh muốn bảo vệ Hứa Tuyên để Tiểu Bạch có thể ra ngoài, cuối cùng bị đả thương, nhưng vẫn thúc giục Tề Tiêu mau cứu Tiểu Bạch. Lúc Tiểu Bạch không thể chống cự thì Tử Tuyên bất chấp nguy hiểm tới chống lại Ôn Yêu, đẩy cô ra ngoài tiềm thức, giết chết Ôn Yêu khiến Thao Thiết bị giảm đi nửa phần công lực. Tiểu Bạch đến tìm Thanh Đế muốn mượn gương băng để tách Thao Thiết ra khỏi Nguyên Nhất. Nhưng nó là chiếc gương trừ yêu diệt ma, lúc sử dụng nó thì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Tiểu Bạch không quan tâm, chỉ cần tiêu diệt được Thao Thiết là đủ. Cuối cùng Thanh Đế cũng đồng ý cho cô mượn gương băng. Còn Hứa Tuyên lúc này không thấy Tiểu Bạch, chỉ thấy bức thư cô để lại thì vội vã đi tìm nhưng đều không thấy. Tiểu Bạch cuối cùng cũng tìm thấy Nguyên Nhất, lập tức dùng gương băng chiếu lên người hắn. Nguyên Nhất đại sư muốn cô hãy giết mình, đừng để hắn lợi dụng bản thân ông đi hại người. Nhưng Tiểu Bạch không thể làm vậy, dùng hết sức để tách bọn họ. Tên Thao Thiết đã nhập thể với ông hơn 10 năm. Dù cho có tách khỏi ông cũng không thể sống tiếp. Nguyên Nhất liều mạng lao vào kiếm của cô. Đúng lúc đó Tề Tiêu men theo ký hiệu với sư phụ tìm đến, cho rằng Tiểu Bạch đã giết sư phụ mình liều mạng với cô. Hứa Tuyên chạy tới ngăn cản, nếu Tiểu Bạch đã nói không phải thì chắc chắn có ẩn khúc. Anh hứa sẽ cho Tề Tiêu một lời giải thích về cái chết của sư phụ cậu. Hứa Tuyên muốn đưa Tiểu Bạch vào Dược Sư Cung chữa trị nhưng Lãnh Ngưng cản lại. Trước giờ Nguyên Nhất và bọn họ có quan hệ khăng khít. Bây giờ Nguyên Nhất bị Tiểu Bạch đâm như vậy, nếu đưa cô vào Dược Sư Cung chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhưng Hứa Tuyên nói với mọi người Tiểu Bạch đã cứu không chỉ mình và Lãnh Ngưng, còn liều mạng giết chết Ôn Yêu, giúp vô số bách tính chữa bệnh. Hôm nay anh tới không phải với danh nghĩa là Dược Sư Cung mà lấy thân phận Hứa Tuyên để mọi người giúp đỡ. Các huynh đệ quyết định nhường đường để Hứa Tuyên đưa cô vào cung, nhưng Lãnh Ngưng nhất quyết không đồng ý. Dược Sư Cung là do cha cô ta lập ra cùng rất nhiều người khác, không thể để Tiểu Bạch hủy hoại nó. Hứa Tuyên thấy vậy thì thất vọng, không ngờ bao nhiêu năm hành y cứu người, bây giờ cô ta vì danh tiếng mà bỏ mặc mạng sống người khác. Anh quay lưng bế Tiểu Bạch rời đi. Cuối cùng Tiểu Bạch cũng đã tỉnh, Hứa Tuyên đưa cô tới rừng hoa đảo. Vì muốn cô vui anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Tiểu Bạch cảm động vừa cười vừa khóc, khiến Hứa Tuyên thầm nghĩ cô bị tổn thương tâm mạch. Hứa Tuyên nghĩ đến Tiểu Bạch lại thấy tim đập nhanh, còn tưởng mình bị bệnh. Thanh Phong tới, anh liền bảo cậu ta mau tìm cách khác khiến cô vui vẻ cười nhiều mới mau khỏi bệnh. Chuyển cảnh Hứa Tuyên biết Lãnh Ngưng bị Tề Tiêu bắt đến bái Nguyên Nhất muốn cậu ta thả người. Cùng lúc đó Tề Tiêu cũng thừa nhận mình đã cài người vào Dược Sư Cung. Bên ngoài Tiểu Bạch bị đám người Tề Tiêu phái tới bao vây. Cùng lúc đó người của Dược Sư Cung cũng tới bảo vệ cô. Hứa Tuyên bảo Tề Tiêu nghĩ kỹ lại xem sư phụ của hắn có điều gì khác thường không, vì tên Thao Thiết đã ẩn nấp trong người ông đã 10 năm. Thấy hắn vẫn chưa nghĩ ra được gì, lại nói Tề Tiêu thật là ngốc mà đòi đấu trí với mình. Anh dùng điều kiện 7 ngày sẽ tìm ra Thao Thiết, cho cậu ta một câu trả lời để Tề Tiêu thả Lãnh Ngưng đi. Lúc này Tiểu Bạch thấy tờ cáo thị tìm người của Vương gia đang tìm cô gái cứu mình. Tiểu Bạch nhận ra đó là cá chép tinh Hồng Tâm, đoán rằng Hồng Tâm đã cứu Vương gia từ tay Thao Thiết liền đi tìm. Lúc này hắn đến tìm Tề Tiêu đối phó làm mù hai mắt của cậu ta thì Tiểu Bạch xuất hiện. Hắn cũng thừa nhận việc mình đã lợi dụng Nguyên Nhất, còn mỉa mai hai thầy trò bọn họ quá ngốc mới để hắn lừa. Lúc cô không thể trụ được thì Hứa Tuyên tìm được chiếc áo cà sa trừ ma ném tới mới đuổi được hắn đi. Cuối cùng Tề Tiêu cũng hiểu ra chân tướng, xin lỗi Tiểu Bạch vì đã hiểu nhầm cô.
Ở một diễn biến khác, Tiểu Vương gia thấy Lãnh Ngưng tưởng cô là người cứu mình nên nhận nhầm. Đúng lúc đó Tiểu Thanh đưa Hồng Tâm tới. Tiểu Vương gia vô tình nhìn thấy vết sẹo trên mặt Hồng Tâm liền chê cô xấu rồi chạy mất. Chuyển cảnh Tiểu Bạch cùng Hứa Tuyên đến tìm Tề Tiêu. Lúc này ngửi thấy mùi thơm ở chiếc túi của cô, Tề Tiêu mới nhận ra cô chính là người cứu mình hồi nhỏ. Ở một diễn biến khác thấy Tề Tiêu nhớ sư phụ, Tiểu Thanh liền hóa thành Nguyên Nhất Đại Sư lại bị Tề Tiêu dọa đuổi đánh. Sau khi bình tĩnh lại, cậu tới xin lỗi làm hòa với Tiểu Thanh. Còn Hồng Tâm nghĩ tới ánh mắt Tiểu Vương gia khi nhìn thấy vết sẹo của mình, lại nghĩ tới lúc anh ta nhìn Lãnh Ngưng đã nổi ý xấu, cô ta tìm Lãnh Ngưng đổi gương mặt hai người. Lãnh Ngưng trở về mọi người lại gọi là Hồng Tâm mới biết cô ta đã giở trò. Còn lúc này Hồng Tâm lại dùng khuôn mặt người khác âu yếm bên Tiểu Vương gia. Tiểu Bạch và Hứa Tuyên đến tìm Hồng Tâm khuyên nhủ cô ta, vậy mà cô ta không chút hối cải còn đốt Hùng Hoàng làm tổn thương Tiểu Bạch. Cô vội vàng nhảy xuống nước để không hít phải. Hứa Tuyên thấy vậy cũng lao xuống nhưng anh lại không giỏi bơi. Tiểu Bạch lao đến Hứa Tuyên nhận ra cô chính là người xuất hiện trong giấc mơ của mình. Khi cô hôn lên môi, từng đoạn ký ức về Tử Tuyên và cô lại hiện lên. Hứa Tuyên thấy nó vừa giống mơ vừa giống thật. Một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy. Hồng Tâm định bỏ chạy thì bị Tề Tiêu chặn lại, hoán đổi lại khuôn mặt hai người. Chuyển cảnh Hứa Tuyên ngại ngùng nhắc lại chuyện hai người đã hôn nhau ở dưới nước, nhưng Tiểu Bạch lại chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ là mình làm vậy để cứu người. Anh dặn cô đó là hành vi vượt quá giới hạn giữa nam và nữ. Vì anh cũng là người hành y cứu người nên không để ý, dặn cô sau này nhất định không được làm như vậy với người khác. Lãnh Ngưng bên ngoài nghe thấy thì tức giận, Tiểu Vương gia thấy Dược Sư Cung dám cướp vị hôn thê sắp cưới của mình thì tìm đến. Mặc kệ bọn họ giải thích đó là do Hồng Tâm ăn cắp khuôn mặt của Lãnh Ngưng làm ra chuyện như vậy, hắn vẫn không tin trên đời có yêu ma, ra lệnh buộc Lãnh Ngưng phải gả cho mình. Lãnh Ngưng nhất quyết không đồng ý, hắn liền muốn tru di cửu tộc Dược Sư Cung. Hứa Tuyên đứng ra giải vây giữa mình và Lãnh Ngưng đã có hôn ước. Nếu Hoàng thượng biết Tiểu Vương gia cướp vợ của người khác, chắn chắn sẽ không để yên. Thấy hắn vẫn không chịu buông ta, Lãnh Ngưng dùng cây châm muốn hủy đi dung mạo mà hắn thích. Tiểu Vương gia nhìn thấy vậy thì sợ hãi bỏ của chạy lấy người. Hứa Tuyên bế Lãnh Ngưng chữa trị vết thương lại biến thành Tiểu Bạch. Hóa ra cô biết ý đồ của Lãnh Ngưng đã nhanh chân biến thành cô ta. Hứa Tuyên định giải thích với Lãnh Ngưng vì Tiểu Vương gia cầm thánh chỉ mới nói vậy, nhưng cô ta đuổi bọn họ về. Sau đó Lãnh Ngưng cũng không hiểu sao bản thân lại biến thành yêu, lúc nào cũng thèm máu. Vùng đất Dược Sư Cung chính là nơi tái tạo lại yêu đế. Hắn thấy Hứa Tuyên mang mệnh thất sát muốn đuổi cậu ra khỏi vùng đất này, vì thế đã mượn tay Lãnh Ngưng để trừ khử. Hứa Tuyên thấy Tiểu Bạch không vui, mặt mày nhăn nhúm, cho rằng cô đang buồn về chuyện mình có hôn ước với Lãnh Ngưng thì giải thích, nhưng lại bị Tiểu Bạch chặn họng nói ở đây có yêu khí lạ. Hứa Tuyên thấy cô là vì chuyện yêu khí nên khó chịu, hóa ra mình tưởng bở, tức giận bỏ đi. Còn Tề Tiêu lúc này cũng ngửi thấy yêu khí, lôi Tiểu Thanh đi cùng. Yêu đế cảm nhận được hơi thở quen thuộc người hắn muốn tìm, đó là người đã ôm dưỡng mảnh nguyên thần nhiều năm, nhờ vậy hắn mới có thể tỉnh lại. Hắn sai người bảo Thao Thiết đã đến lúc ra tay, sau khi san bằng tam giới hắn sẽ lấy đó là món quà để cưới yêu hậu của mình. Còn Tiểu Bạch lúc này lại thấy luồng yêu khí có cảm ứng với linh châu của mình, tự trách tất cả do bản thân mà ra. Sau đó đi tìm Lãnh Ngưng nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta nhất định không chịu thừa nhận, còn trách ngược Tiểu Bạch muốn phá hủy hôn sự của mình. Đúng lúc đó Hứa Tuyên tới, anh không thể tổ chức hôn sự. Chưa kịp nói thì Lãnh Ngưng đã chặn miệng khoe Tiểu Bạch đến chúc mừng hai người. Hứa Tuyên vòng vo một hồi cũng chán, hỏi thẳng cô cùng mình trải qua sinh tử. Vậy mà thấy mình và Lãnh Ngưng kết hôn không thấy cảm giác gì sao? Rốt cuộc người cô luôn nhớ mãi không quên là kẻ nào? Tiểu Bạch nhớ tới Tử Tuyên, đó là người đầu tiên khiến cô cười, cũng là người đầu tiên khiến cô khóc. Hứa Tuyên càng nghe càng khó chịu, nếu có một ngày anh thật sự muốn gặp tên Tử Tuyên đó. Hứa Tuyên đến tìm Lãnh Ngưng, rõ ràng cô ta biết chuyện hứa hôn chỉ là đối phó với Tiểu Vương gia, lại kịch giả thành thật. Trong lòng anh chỉ coi cô ta là sư muội không hơn không kém, nhưng cô ta ngang bướng nhất quyết không chịu hủy bỏ hôn lễ. Hứa Tuyên đồng ý để cô ta tổ chức, nhưng kết cục sẽ không thể theo ý cô ta. Chuyển cảnh Thao Thiết đến tìm Lãnh Ngưng, đem chiếc chuông thanh âm đến, nó có thể khắc chế ma tính trong người cô ta. Hắn muốn liên minh với Lãnh Ngưng nhưng cô ta không đồng ý, công kích yêu khí trên người của cô ta chính là do Tiểu Bạch để lại. Cô không phải là thần tiên mà chính là một con xà yêu, khiến Lãnh Ngưng càng căm hận. Cô ta đe dọa sẽ nói ra sự thật với tất cả mọi người để đuổi Tiểu Bạch đi khỏi đây, không được quay lại. Cô đến gặp Hứa Tuyên muốn tìm anh để từ biệt, nhưng Hứa Tuyên đã cứu sống con, muốn cô trả ơn. Hai người dẫn nhau đến Vương gia, lại nhìn thấy Hồng Tâm vẫn quanh quẩn nơi đây, xem ra là thật lòng với hắn. Hứa Tuyên chửi xéo chuyện tình cảm đến cá chép còn hiểu không giống một số người, thì Tiểu Bạch lại nghĩ anh đang chửi tên Tiểu Vương gia. Hứa Tuyên ngán ngẩm cô đúng thực sự là ngốc. Sau khi bảo tên Tiểu Vương gia tới cưới Lãnh Ngưng nhưng hắn chê cô ta diện mạo xấu xí không đồng ý. Cuối cùng phải đặt bút viết đơn từ hôn. Ở một diễn biến khác, Lãnh Ngưng bị Thao Thiết bắt đi. Tề Tiêu lao đến, đã đến lúc cậu có thể trả thù cho sư phụ của mình. Phía trên Hứa Tuyên dùng mũi tên Tẩm Lam Huỳnh bắn trúng Thao Thiết.
Tề Tiêu dùng lọ lam huỳnh sư phụ để lại đốt cháy hắn. Còn lúc này Hồng Tâm tới tìm Tiểu Bạch kể cho cô nghe mình tận mắt nhìn thấy Lãnh Ngưng sát hại vô số động vật. Cô chạy đến khuyên mọi người đây chỉ là cái bẫy thao thiết không thể chết, nhưng không ai quan tâm, nhất quyết muốn hắn phải chết. Tiểu Bạch nhớ tới lời của Hồng Tâm cho rằng yêu khí trên người cô ta là do mình gây ra, quyết định trở về Dược Sư Cung để giải quyết, tránh sơ suất trong ngày kết hôn của bọn họ. Vừa quay lưng lại thì Hứa Tuyên đã đứng phía sau. Hai người cùng nhau nói chuyện, Hứa Tuyên kể những chuyện mình gặp phải từ thuở nhỏ. Sau đó lại hỏi về thân phận của cô. Ngay từ đầu gặp mặt anh đã nhận ra rõ ràng cô đang nhìn mình, nhưng trong lòng lại nghĩ về một người khác. Tiểu Bạch lại khóc trên trời mây đen, sấm chớp ùng ùng kéo đến. Hứa Tuyên đưa cô tới cây cầu đầy ánh đèn mà mình chuẩn bị. Sau này những lúc cô buồn hãy đến đây hoài niệm. Nếu trời trong xanh anh sẽ giúp cô che dù. Nếu cô buồn bã đau lòng anh sẽ lau nước mắt giúp cô. Chuyển cảnh Tiểu Bạch đến gặp Lãnh Ngưng khuyên cô ta là người nếu trong lòng không có ác ý sẽ chặn được yêu tính. Không giống như cô sinh ra đã là yêu phải trải qua ngàn đau đớn. Những động vật mà cô ta sát hại sau này cũng sẽ thành người. Lãnh Ngưng cố chấp không muốn nghe cô khuyên bảo bỏ đi. Tiểu Bạch buộc phải giúp cô ta loại bỏ yêu khí, dù cô ta có mang ơn mình không cũng mặc. Ngày lễ thành hôn đã tới. Tiểu Bạch hình dung ra đám cưới hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau, buồn bã rời đi. Lúc này Hứa Tuyên nhờ Lãnh Ngưng nói cho cô ta biết hôn ước đã bị Tiểu Vương gia hủy, bọn họ cũng không cần giả thành hôn. Bộ áo cưới này sẽ đưa cho tỷ tỷ và tỷ phu. Hai người họ chưa từng được thành hôn đúng nghĩa. Lãnh Ngưng thấy hôn lễ của mình giờ lại thành của người khác thì tức giận. Nhưng cô ta cũng biết chuyện mà Hứa Tuyên đã quyết không ai có thể thay đổi. Thề sẽ không để Tiểu Bạch được sống yên. Tiểu Bạch đứng trên cây cầu hai người hẹn ước. Nếu cô chờ anh liệu rằng anh sẽ tới hay là chỉ nói cho có lệ. Trời đổ cơn mưa, một hình bóng xuất hiện. Tiểu Bạch cũng thừa nhận bản thân mình thích Hứa Tuyên. Anh trao cô một nụ hôn ấm áp xác nhận mối quan hệ mới giữa hai người. Chuyển cảnh Tiểu Bạch trở về muốn xin sư phụ cho mình từ bỏ tu vi ngàn năm để cứu Lãnh Ngưng. Nhưng bà nhìn ra được cô làm vậy không chỉ vì Lãnh Ngưng mà còn là muốn cùng Hứa Tuyên sống như đôi vợ chồng bình thường. Ly Sơn Thánh Mẫu chút hết tu vi bây giờ ngoài có thể biến thành rắn, cô sẽ chẳng khác nào một người thường. Sau đó ném ra một thanh kiếm, nếu một ngày nào đó Hứa Tuyên quên hết tư tình cô sẽ lấy lại được phép thuật trở về chính đạo. Tiểu Bạch lại chạm mặt Lãnh Ngưng không may lại ngã bị thương. Cô không ngờ người thường lại yếu ớt như vậy. Lãnh Ngưng còn mỉa mai không biết cô làm chuyện gì xấu mà bị ông trời phạt rút hết công lực. Nhưng Tiểu Bạch làm vậy chính là không muốn cô ta bị ma tà xâm nhập, đối với cô ta cũng không còn áy náy nữa. Nhưng cô ta không biết thân phận, thề rằng sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp hết những thứ cô lấy của mình. Hôm nay là lễ hội nữ nhân, tất cả các phái nữ đều đem tượng của mình đến trưng bày. Thấy tượng của Tiểu Thanh, Tề Tiêu nhớ ra đây chính là bức tượng mình nặn cho cô ta. Một người chê nó xấu khiến cậu ta chột dạ, xét về mặt thủ công nhìn cũng chấm điểm được mà. Nhưng bọn họ thấy cô ta là yêu tinh để đó không phù hợp lại bê xuống. Hứa Tuyên đến tưởng Tề Tiêu bỏ tượng gốm của người đi thì châm chọc. Không quên nhắc lại món nợ giúp Tề Tiêu chữa trị nhưng chưa trả tiền. Bảo Lãnh Ngưng cứ chọn một nơi để tượng gốm tùy ý, dù sao Tề Tiêu cũng là bạn thâm giao. Thấy Hứa Tuyên cũng đem tượng của Tiểu Bạch đến cậu ta châm chọc. Đúng lúc đó Tiểu Bạch cũng tới. Hứa Tuyên thấy tay cô bị thương, thân thể lại yếu ớt, biết chắc cô đang giấu mình chuyện gì đó. Tiểu Bạch thấy một người bị thương liền lảng tránh chạy qua giúp. Nhưng rất nhanh sau đó Hứa Tuyên lại đề cập đến chuyện này. Anh đã phát hiện ra cô không còn phép thuật, muốn biết tại sao. Tiểu Bạch ấp úng cô đã từ bỏ muốn sống cùng anh như một người bình thường đến giả. Hứa Tuyên cũng không quan tâm cô có phép thuật hay không. Từ nay về sau anh sẽ bên cạnh bảo vệ cô đến giả. Ở một diễn biến khác, Lãnh Ngưng mua chuộc Hồng Tâm muốn cô ta giúp mình giữ chân Tiểu Bạch ở Kim Sơn tự ngày mai. Xong việc cô ta sẽ tự tay tháo chiếc mặt tặng cho Hồng Tâm. Hồng Tâm vui vẻ làm theo mà không biết cô ta chỉ lợi dụng mình như một con cờ. Lãnh Ngưng dùng kế lừa Tiểu Bạch đến miếu thờ. Cô phát hiện ra cô ta vẫn không hề mất đi yêu khí, lại nhìn thấy Tiểu Vương gia đã chết thì hoảng loạn. Cô ta đổ lỗi tất cả là tại Tiểu Vương gia khiến Hứa Tuyên nhận ra tình cảm dành cho Tiểu Bạch nên đã giết hắn ta. Hứa Tuyên bước tới, ả ta liền vu cáo chính Tiểu Bạch là hung thủ, nhưng Hứa Tuyên vẫn tin tưởng cô. Lúc tỷ phu đến, Hứa Tuyên tự nhận chính mình là hung thủ, bảo bọn họ không được thiên vị bắt mình đi. Tề Tiêu biết anh không phải là hung thủ nhưng tại sao vẫn nhận tội. Hứa Tuyên bảo cậu ta không được nhiều lời, cứ phụ họa theo mình là được. Nhưng Tề Tiêu vẫn cứ nhiều lời khiến Hứa Tuyên phải ra tay cho cậu câm luôn. Đã có kết quả cuộc điều tra, 3 ngày sau Hứa Tuyên sẽ bị chém đầu. Tiểu Bạch nhớ ra lúc đó Hồng Tâm cũng xuất hiện dụ cô tới đó, bảo Tiểu Thanh truyền tin cho cô ta Tiểu Vương gia đã bị mình giết. Ở một diễn biến khác, phu nhân được Hứa Tuyên và Tiểu Bạch giúp chính là mẹ của Tiểu Vương gia. Bà đau xót trước cái chết của con trai nhưng vẫn tin anh không phải là kẻ giết người. Muốn Hứa Tuyên tìm ra chân tướng để con trai mình không bị chết oan. Chuyển cảnh Hứa Tuyên cho gọi Lãnh Ngưng tới lại không gặp Tiểu Bạch khiến cô buồn bã. Cho rằng anh đã nghi ngờ mình nhưng chí ít cũng phải để cô giải thích. Lúc này Hứa Tuyên vào thẳng vấn đề, đưa cô ta cây châm tóc. Vũ khí hôm đó Lãnh Ngưng đã dùng để giết chết Tiểu Vương gia. Vừa bước vào điện thái độ hoảng loạn đã bán đứng cô ta.
Hơn nữa khi phát hiện cây châm đó anh đã nhìn Tiểu Bạch. Cô là người rất đơn giản không thích dùng châm còn cô ta thì ngược lại. Nhưng Hứa Tuyên vẫn nhận tội vì cảm thấy hổ thẹn với Tiểu Bạch. Cũng không thể khai ra cô ta vì khi trước nhờ phụ thân cô ta cứu giúp anh và tỷ tỷ mới có cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Tình nghĩa đó hôm nay anh sẽ dùng tính mạng để báo đáp, từ nay sẽ không còn dây dưa gì với Dược Sư Cung. Còn đối với Tiểu Bạch trước giờ anh chưa từng nghi ngờ. Lúc này Tề Tiêu tìm tới Hạc Tiên tỷ tỷ nhờ giúp đỡ. Hạc Tiên đưa cậu Hoa Nguyệt Bạch hy vọng Tiểu Bạch sẽ giúp được Hứa Tuyên bảo toàn mạng sống. Thanh Đế biết tin chạy đến trách mắng, Tiểu Bạch muốn xoay chuyển thiên mệnh, tương lai của ba người họ e rằng sẽ bị hủy trong tay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nóng nóng ruột cô nhất định phải đi gặp Hứa Tuyên, biết được anh tuyệt đối tin tưởng mình cô rất vui. Nhưng anh lại cố chấp nhận tội thay cho Lãnh Ngưng khiến cô thất vọng. Nhà giam bỗng bị ngập lụt, lính canh đều bị ngất, Hứa Tuyên hôn mê 3 ngày 3 đêm vẫn chưa tỉnh lại. Đám người Tiểu Bạch muốn dình Hồng Tâm đến nhưng Lãnh Ngưng lại xông ra, nói rằng Hồng Tâm đã vì yêu sinh hận giết chết Tiểu Vương gia. Lúc bọn họ chạy tới thì đã quá muộn, Hồng Tâm đã đưa hắn đi. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo, nếu không Hồng Tâm sẽ bị vu oan, sự thật không thể phơi bày. Nhưng khi Hồng Tâm nói ra kẻ giết người là Lãnh Ngưng, cô ta lại mua chuộc lòng người, nói Hồng Tâm muốn vu oan giáng họa cho mình. Người của cung Dược Sư cho rằng Hứa Tuyên nhận tội thay Tiểu Bạch muốn bắn chết cô. Tề Tiêu kịp thời phát hiện kéo cô lại. Hồng Tâm cũng không muốn sống, tự thiêu dụi chính mình sống chết cùng Tiểu Vương gia. Hứa Tuyên được phán vô tội, vụ án kết thúc. Tiểu Bạch tìm Lãnh Ngưng muốn xem cô ta có chút hối hận nào không. Nhưng bản thân cô ta bày ra bao nhiêu mưu kế chính là vì muốn giết Tiểu Bạch. Chỉ vì Hứa Tuyên đứng ra nhận tội nên cô ta đã lợi dụng Hồng Tâm để chết thay. Còn thách thức Tiểu Bạch, nếu để Hứa Tuyên biết được cô là yêu sẽ còn muốn ở bên cô nữa không? Sau khi Hứa Tuyên tỉnh lại, Tiểu Bạch báo cho anh biết hung thủ đã bị giết chết. Anh tưởng là Lãnh Ngưng đã bị cô và Tề Tiêu nghĩ cách nhận tội. Hối hận ngay từ đầu đã nhận tội cho Lãnh Ngưng để Tiểu Bạch phải bày mưu tính kế. Anh thương xót cho cái chết của Lãnh Ngưng, nhưng khi nghe người chết là Hồng Tâm đã bị Lãnh Ngưng gài bẫy thì lại không nói gì. Tiểu Bạch thất vọng, đối với anh mạng của yêu lại thấp hèn đến vậy. Trắng đen cũng không thể phân biệt rõ ràng thì cô cũng không biết phải làm một người phàm như thế nào. Nếu vậy việc chung sống cả đời với anh mãi mãi chỉ là vọng tưởng. Hứa Tuyên muốn rời khỏi Dược Sư Cung, như vậy anh và Lãnh Ngưng cũng không ai nợ ai. Con người của cô ta đã quá tàn độc, quên đi sự bình đẳng tam giới mà sát hại người khác. Cô ta vẫn mặt dày uy hiếp Hứa Tuyên nếu bỏ mặc Dược Sư Cung sẽ phạm phải trọng tội, không thể giữ chức vị cao quý trong cung. Anh cũng chẳng quan tâm hạ độc cô ta giống với thứ mà cô ta đã làm với Hồng Tâm. Đó cũng là yêu cầu đối với một người khi muốn làm Dược Sư Cung phải tự giải độc cho chính mình. Sau đó lại tới gặp Tiểu Bạch nhưng lại nói cô không hiểu mình rồi bỏ đi. Còn Lãnh Ngưng thực ra cũng chẳng trúng độc gì cả, mà Hứa Tuyên chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học, nhưng anh vẫn muốn rời khỏi Dược Sư Cung. Tiểu Bạch nghe tin không hiểu anh đang muốn làm gì, lại rời bỏ Dược Sư Cung nơi tâm huyết cả đời của mình. Theo quy tắc, người tự ý rời khỏi Dược Sư Cung phải uống rượu độc và đi qua cầu sương mù. Nhưng trước nay chưa từng ai sống sót ra khỏi đó, mọi người đều ngăn cản. Nhưng Hứa Tuyên không chần chừ mà lập tức cầm chén rượu lên uống rồi đi vào cây cầu. Lúc này độc dược trong người cũng phát tác, lại phải chịu cả đau đớn thể xác khiến anh ngã quỵ. Hứa Tuyên cố vực lại tinh thần, nhất định phải bò ra khỏi đây. Khi Lãnh Ngưng không thể chờ đợi, lệnh mọi người khiêng xác anh ra, còn công kích cô vào đó cứu người mình yêu, thì Hứa Tuyên bước ra ngoài. Hứa Tuyên tìm đến chỗ Tề Tiêu lấy giấy nợ khám bệnh của cậu ta để sắp xếp phòng cho mình. Khi Tề Tiêu nhắc tới Tiểu Bạch, anh liền tức giận, có vẻ khoảng thời gian cậu bị câm quá ngắn. Tỷ tỷ của Hứa Tuyên lúc này bị đám người mỉa mai thì tức giận. Tiểu Bạch mời bà vào uống trà, muốn gặp Hứa Tuyên mới biết anh đang trốn trong Kim Sơn tự của Tề Tiêu. Sau khi gọi món, Tiểu Bạch mới nhớ ra mình không có tiền, vừa bước ra ngoài đã thấy có việc làm liền vui vẻ. Còn Tề Tiêu lúc này thì chán nản vì nghề chóc yêu kiếm tiền của mình đã bị người khác giật mất. Cuối cùng phát hiện ra kẻ hớt tay trên của mình lại chính là Tiểu Bạch và Tiểu Thanh, bọn họ giở trò giả ma giả quỷ lừa gạt khắp nơi. Nhưng Tiểu Bạch nhận thấy gần đây xuất hiện nhiều yêu ma hành động, Hứa Tuyên binh vực yêu không tự nhiên nổi dậy, nếu nổi dậy ắt có nguyên do. Tiểu Bạch nhận ra anh không ghét yêu thì vui mừng, nhưng Hứa Tuyên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với cô. Anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thất bát của mình. Tiểu Bạch suy nghĩ cuối cùng cũng hiểu ra tâm ý của Hứa Tuyên, nhờ Tiểu Thanh giúp mình. Bên ngoài đồn đại trong Kim Sơn tự xuất hiện một bức thư và con rắn trắng luôn bò quanh bức thư đó. Lúc này Hứa Tuyên luôn ôm con rắn trắng vuốt ve. Lãnh Ngưng cho rằng đó là độc kinh của Dược Sư Cung mà Hứa Tuyên nắm giữ cho người đến giết anh đem lá thư về. Tối đến một đám người áo đen xông vào bị Tề Tiêu đánh bại. Còn Tiểu Thanh thấy cậu ta liều mạng lại cảm thấy tim đau nhói. Tề Tiêu biết đám người đó nhắm vào Hứa Tuyên mỉa mai, chắc lúc trước anh làm nhiều chuyện xấu nên có nhiều kẻ thù. Bạch Đế thấy Tề Tiêu bảo vệ Thanh Xà thì nóng hết ruột gan. Thanh Đế đã thăm dò ở chỗ Ly Sơn Thánh Mẫu, muốn lợi dụng cây kiếm bà cho Tiểu Bạch để Hứa Tuyên quên đi hết nghiệt duyên. Còn hai tiểu xà thì đuổi lên Ly Sơn tu hành. Tề Tiêu cũng sẽ không dây dưa gì với Tiểu Thanh, một mũi tên trúng ba đích. Tề Tiêu thấy cây kiếm từ trên trời rơi xuống nhưng không biết nó là của Tiểu Bạch, tiện tay lấy luôn.
Tiểu Bạch chỉ có thể tìm Tiểu Thanh nói ra sự thật để Tiểu Thanh lấy lại giúp mình. Nếu nó mà chạm vào Hứa Tuyên thì anh sẽ quên đi toàn bộ ký ức với cô. Ở một diễn biến khác, Hứa Tuyên đấu giá bức thư, Lãnh Ngưng cũng đến mua còn trả giá gấp 3, bị anh chửi cho một trận. Trước khi mở miệng đã từng xem qua sổ sách thu chi chưa, đã làm cung thượng dược sư cung thì làm việc gì cũng phải tính toán chi li. Sau đó ném đống ngân lượng xuống đất trả lại cô ta. Tiểu Thanh bám đuôi Tề Tiêu muốn lừa cậu ta lấy lại thanh kiếm lại bị cậu ta bắt thóp nói ra hết sự thật. Tề Tiêu lại nhớ tới cuộc nói chuyện của Hạc Tiên và Thanh đến lúc đó, nếu để Hứa Tuyên quên đi Tiểu Bạch không chừng nghiệt duyên cũng kết thúc, hai người họ sẽ được giải thoát. Chuyển cảnh tỉ tỉ của Hứa Tuyên đến chỗ Tiểu Bạch hỏi cưới. Cô không cần suy nghĩ ngay lập tức đồng ý, cô hiểu trước đó Hứa Tuyên xa cách với mọi người vì không muốn mệnh cô xác của mình ảnh hưởng đến người khác. Tỉ tỉ nghe vậy thì vui mừng sau này đã có một người ở bên bầu bạn với em trai mình. Còn Tề Tiêu lúc này cầm cây kiếm nhắm tới Hứa Tuyên bị Tiểu Bạch chặn lại. Nghe thấy mọi người nói về Đào Mộc Kiếm anh cũng gặng hỏi, lúc hiểu ra mọi chuyện cũng không trách mà giở trò rồi ôm cô vào lòng. Hơn nữa còn muốn vứt cây kiếm đi vì nó phá hoại nhân duyên của mình, nhưng dù sao cũng là đồ sư phụ ban cho Tiểu Bạch không cho anh vứt bỏ nó. Tề Tiêu nghi ngờ Tiểu Bạch chính là con rắn trắng dùng cốt xà để thử, cuối cùng đã biết thân phận cô chính là yêu. Tiểu Bạch cầu xin cậu đừng nói chuyện này với Hứa Tuyên. Chỉ cần có thể bên cạnh anh, cô có thể hy sinh tất cả. Tiểu Thanh tin rằng người và yêu có thể cùng nhau chung sống. Nhưng đối với Tề Tiêu, con người chỉ sống được vài chục năm, còn yêu tu luyện có thể sống hàng trăm năm. Nhưng dù chỉ cần được ở bên một ngày hay một khác, Tiểu Thanh cũng sẽ lựa chọn giống như Tiểu Bạch. Tề Tiêu tự hỏi bản thân nếu có một ngày mình cũng quen thân với yêu thì phải làm sao? Ở một diễn biến khác, Lãnh Ngưng biết hai người sắp thành hôn thì nhận tự mình sẽ may áo cưới cho bọn họ. Trong khó một lượng lớn độc dược đã bị cô ta lấy đi nói là để chế thuốc giải. Chuyển cảnh có người muốn khám bệnh đến tìm Hứa Tuyên, nhưng khi người đó quay lại đã thành một xác chết. Hứa Tuyên bị Thao Thiết đuổi theo, lần trước khi bọn họ dùng Lam Huỳnh hắn chỉ giả vờ chết giả. Biết kim thuật của mình không có tác dụng với tên này, anh chỉ còn cách bỏ chạy nhưng vẫn bị hắn bắt lại. Đúng lúc đó Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đuổi tới, Tiểu Bạch đã mất hết phép thuật không thể chống cự. Tiểu Thanh bảo bọn họ hãy đi trước, mình sẽ cầm chân hắn. Nhưng Tiểu Thanh cũng không phải đối thủ, rất nhanh bị hắn hạ gục. Yêu Đế xuất hiện thấy hơi thở của Tiểu Thanh rất quen thuộc. Lúc này Thao Thiết quay sang tấn công hai người, Tử Tuyên lại xuất hiện chống lại hắn. Yêu Đế đổi ý hôm nay không muốn giết Hứa Tuyên nữa, cũng giấu nhẹm chuyện Tiểu Thanh với Thao Thiết. Nếu để hắn biết Tiểu Thanh sẽ không được an toàn, nhưng thuộc hạ lại cảm thấy tu vi của Tiểu Thanh rất thấp, không thể nuôi dưỡng nguyên thần của Yêu Đế lâu như vậy. Nhưng Yêu Đế vẫn thấy đúng là hơi thở của xà yêu đó. Chuyển cảnh Tề Tiêu sau khi làm theo sư phụ nói, ngộ ra được mạng người hay yêu đều chân quý như nhau thì vui mừng đến buổi thành hôn của Tiểu Bạch và Hứa Tuyên. Giữa đường lại bị yêu pháp mạng nhện vây kín, lúc này Tiểu Bạch mặc bộ y phục nên người thấy người may thật tinh tế. Nhưng Tiểu Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì đã đến giờ mọi người gọi bọn họ ra ngoài. Lãnh Ngưng cũng đến, còn đem theo rượu Hùng Hoàng đến. Đó là thứ rượu sẽ khiến Tiểu Bạch hiện nguyên hình. Tiểu Bạch chần chừ không muốn uống nhưng cô ta lại vu cáo cô không muốn tiếp mình. Tỷ tỷ cũng tức giận Lãnh Ngưng đã không ăn không ngủ nửa tháng để may y phục cho cô. Cuối cùng Tiểu Bạch cũng đành đánh liều một phen uống hết ly rượu. Sau khi vào phòng, Tiểu Thanh định giúp đỡ lại phát hiện trên bộ y phục có độc, sai Tiểu Thanh cho người canh giữ cẩn thận không để Hứa Tuyên vào. Anh chạy đến cửa phòng bị hai người chặn lại, phải trải qua thử thách mới được vào. Sau đó cũng không cản nổi khi Hứa Tuyên bước vào lại không thấy cô mà chỉ có con rắn trắng. Lúc này Tề Tiêu đã phá giải được đám nhện độc, chạy đến lại thấy Lãnh Ngưng cười điên dại bảo cậu hãy đến xem kịch hay. Lúc này Tiểu Bạch bị trúng độc không kìm được yêu tính lao đến cắn Hứa Tuyên, bị Tiểu Thanh ngăn lại. Hứa Tuyên lúc này mới nhận ra cô chính là con rắn trắng trước giờ vẫn luôn ở bên mình. Tề Tiêu chạy đến Tiểu Thanh không cho phép cậu làm hại Tiểu Bạch. Cuối cùng Tề Tiêu dùng phép chặn lại độc tính đang phát tác bie Tiểu Bạch thành người, cô bò đến chỗ Hứa Tuyên rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cô xin lỗi vì đã giấu thân phận mình là yêu. Nhưng Hứa Tuyên không quan tâm, chỉ thấy cô là con yêu đẹp nhất, dặn cô sau này không được cắn người. Nếu có cắn cũng chỉ được cắn một mình anh. Lúc này đám tiểu yêu bên ngoài thắp cháy tâm hỏa giúp Hứa Tuyên ổn định hơi thở. Hứa Tuyên hứa từ nay sẽ không ăn hiếp lũ tiểu yêu đó nữa mà đối xử tốt với họ. Tề Tiêu đến Cửu Hề Sơn tìm Hạc Tiên lại gặp Thanh Đế. Nhưng chỉ người buộc chuông mới tháo được chuông, ngoài Tiểu Bạch không ai có thể cứu được Hứa Tuyên. Bây giờ chỉ còn cách cô lấy lại phép thuật đến Bồng Lai Tiên Sơn lấy linh chi ngàn năm chữa trị cho anh. Sau đó đưa đèn tụ hồn cho Tề Tiêu, thời gian của Hứa Tuyên chỉ còn 7 ngày. Sau khi Tề Tiêu nói lại mọi chuyện với Tiểu Bạch, cô cũng đành chấp nhận để anh quên đi mình thêm một lần nữa. Tiểu Bạch dẫn Hứa Tuyên đến rừng đào nhân, lúc anh không để ý rút đào mộc kiếm đâm một nhát. Hứa Tuyên thề sẽ không bao giờ tha thứ, cũng sẽ không bao giờ quên đi cô rồi ngất đi. Tiểu Bạch đến Bồng Lai sau đó trói Hạc Tiên lại, cô không muốn tỷ tỷ bị liên lụy chịu tội cùng mình. Tiểu Bạch xông vào Bồng Lai Tiên Thảo, cuối cùng cũng thấy thảo dược nhưng sau đó lại biến thành bông hoa dại, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi.
Lúc này Hứa Tuyên đã biến thành Tử Tuyên luôn miệng gọi Lăng Sở hãy đi cứu Tiểu Bạch giúp mình, đầu Tề Tiêu đau nhói không biết tại sao. Sau đó thư truyền đến đúng thực sự Tiểu Bạch đang gặp nguy hiểm, lúc này Tiểu Bạch bước vào ảo cảnh nhìn thấy Hắc Giáp Long thoát ra ngoài. Cô đuổi theo thấy Lăng Sở đang dùng tòa yêu tháp bắt yêu, nghĩ mình đã quay trở về quá khứ, cô quyết định dùng thân tế tòa yêu tháp thay cho Tử Tuyên. Như vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa, nhưng khi lao tới lại bị văng ra Tử Tuyên đứng ở bên dưới, Tề Tiêu xuất hiện bảo cô đừng để ảo ảnh lừa đây không phải Tử Tuyên. Nhưng Tiểu Bạch trong lòng toàn là tự trách muốn để mặc Tử Tuyên giết mình, Tề Tiêu tấn công ảo ảnh đó sau đó đâm Tiểu Bạch giúp cô thoát khỏi ảo cảnh. Lúc này Hạc Tiên đã được Lộc Đồng Tiên Tử cứu thoát, hai người đuổi theo Tiểu Bạch ngăn cô ăn trộm thuốc. Lúc này Hứa Tuyên đang thấy mình đến một nơi mênh mông rộng lớn toàn bão tuyết, thấy một bóng người phía trước anh vội vàng đuổi theo lại thấy anh ta giống hệt mình. Tử Tuyên nói hai người chính là một. Lúc này Tiểu Thanh thấy Hứa Tuyên không ổn dùng phép thuật khiến đầu anh đau nhói, Tử Tuyên thấy vậy thổi tắt ngọn đèn của tụ hồn đăng. Tiểu Thanh cùng đồng bọn muốn giữ lửa đèn tụ hồn đăng lại phát hiện nó có khí tử chứng tỏ Hứa Tuyên đang gặp nguy hiểm. Tiểu Thanh bảo bọn tiểu yêu canh giữ còn mình đến tìm Hắc Sơn lão yêu cầu cứu. Lúc này Tiểu Bạch và Tề Tiêu đã tìm thấy tiên thảo nhưng Hạc Tiêu và Lộc Đồng đã đuổi tới. Tề Tiêu đối phó hai người họ để cho Tiểu Bạch lấy thuốc. Còn Tiểu Thanh bị tên Hắc Sơn lão yêu tấn công vì dám chiếm địa bàn của hắn. Yêu đế xuất hiện cứu Tiểu Thanh còn giúp cô trừng trị tên Hắc Sơn. Tử Tuyên nhắc Hứa Tuyên phải ghi nhớ cái tên xà yêu Bạch Yểu Yểu. Căn dặn khi có người muốn đập vỡ đèn tụ hồn đang phải làm tắt ngọn lửa trước. Như vậy sẽ có một ngày tìm lại được ký ức đã mất đi. Tiểu Bạch đã tìm thấy tiên thảo bảo Tề Tiêu hãy đem về trước. Tiên Hạc bên ngoài chống đối nhưng âm thầm thả Tề Tiêu trở về cứu người. Khi Tiểu Thanh trở về thì đèn tụ hồn đang đã tắt. Nhớ tới lời yêu đế dạy cuối cùng cũng giúp ngọn đèn cháy lại. Đúng lúc đó Tề Tiêu quay về đem theo tiên thảo cứu mạng Hứa Tuyên. Thanh Đế tìm Tề Tiêu muốn đòi lại đèn tụ hồn đăng nhưng cậu lại không muốn trả. Ông tìm tung tích cây đèn lại không thấy đâu, biết tên Tề Tiêu này đã giở trò, mà cây đèn lúc này trong tay Tiểu Thanh được cô duy trì thắp sáng đợi Tiểu Bạch quay lại. Thanh Đế nghĩ ra có thể cho giấu tung tích tụ hồn đăng chỉ có yêu khí nhất định liên quan đến thanh xà. Tề Tiêu đã khỏe nhưng không nhớ gì đoạn ký ức của Tiểu Bạch. Tiểu Thanh không muốn Hứa Tuyên bị Ả Lãnh Ngưng lừa gạt đến gần ôm ấp, giúp Hứa Tuyên nhớ lại lúc mình vừa tỉnh dậy chính là Tiểu Thanh chăm sóc rồi đưa đi. Hứa Tuyên cũng nhận ra Tiểu Thanh muốn giở trò nhưng vẫn đi theo để hỏi cho rõ. Nhưng Tiểu Thanh đã hứa với Tiểu Bạch không nhắc đến cô trước mặt anh. Hứa Tuyên nghe thấy tên Tiểu Bạch thì gặng hỏi đó là ai nhưng Tiểu Thanh lại lẩn tránh. Sau khi nghĩ lại quyết định nói rõ với Hứa Tuyên nhưng lại bị Thanh Đế giở trò ngăn cản. Tiểu Thanh bức xúc chửi rủa khiến Thanh Đế tức giận càng tăng biện pháp giam cầm. Thấy vậy cô đành biến thành con rắn nhỏ ăn năn hối lỗi. Đúng lúc Hứa Tuyên đi tới đột nhiên nhớ lại con rắn trắng lao ra cắn mình sợ hãi bỏ chạy. Tề Tiêu thấy trời nắng chang chang bỗng nhiên có sấm chớp. Nhớ lại lời thầy từng nói đó là lúc trên cửu trùng thiên có người bị phạt. Đoán rằng Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện. Sư thúc từng nghe sư phụ cậu nói gần đây có một hồ nước tên Hồ Minh Tâm, giáp danh với thiên trì trên cửu trùng thiên, nếu có duyên có thể qua nó nhìn thấy thiên cơ. Ở một diễn biến khác, Hứa Tuyên chạy đến rừng đào nhìn thấy bức tượng chính ta mình làm cái cây mình trồng cho cô nhưng lại không nhớ cô ấy là ai. Thanh Đế sợ cứ như vậy anh sẽ nhớ ra tất cả liền làm phép, Thanh Xà thấy không ổn đưa Hứa Tuyên đến chỗ cây đèn tụ hồn đăng. Bảo đám tiểu yêu bảo vệ Hứa Tuyên còn mình chống lại Thanh Đế. Cây đèn đã tắt bỗng nhiên sáng lại toàn thân Hứa Tuyên cũng phát sáng. Thanh Đế đến đòi lại cây tụ hồn đăng, Hứa Tuyên bất chợt nhớ đến lời Tử Tuyên đã nói dập tắt ngọn lửa, tất cả những ký ức khi xưa đều xuất hiện Tử Tuyên sống lại. Tiểu Thanh chạy đến báo cho Tề Tiêu tụ hồn đăng đã bị Thanh Đế lấy đi, còn Hứa Tuyên đã nhớ lại tất cả ký ức cả những ký ức đã mất trên cửu trùng thiên. Tiểu Thanh theo cách Hứa Tuyên trước khi đi đã dạy khởi động Minh Tâm Đài, nhìn thấy Tiểu Bạch đang phải chịu ngàn đau đớn thì vô cùng đau xót. Còn Tử Tuyên lúc này cầu xin sư phụ tha cho Tiểu Bạch. Dù từ bỏ tất cả chức vị ở cửu trùng thiên anh cũng cam lòng, hai người ở trần gian đã bái đường thành thân không thể chia lìa. Sấm chớp nổi lên Tiểu Thanh không thể nhịn được nhảy xuống lối đi ở Hồ Minh Tâm, sấm sét giáng xuống đánh trúng Tề Tiêu. Tiểu Bạch cũng không biết tại sao mình lại không thấy bất kỳ đau đớn nào, Tiểu Thanh thấy Tề Tiêu bị thương lại ngoi lên. Cho rằng Tử Tuyên đã biết trước điều này muốn để cậu hứng thiên lôi thay cho Tiểu Bạch, lại một trận thiên lôi giáng xuống Tiểu Thanh muốn chống đỡ thay cho cậu lại bị đẩy ra. Lúc này Tử Tuyên nhất quyết muốn lấy thiên kê kiếm đi bị sư phụ ngăn lại. Cuối cùng máu của anh đã đánh thức thanh kiếm bay đến nhận chủ nhân. Tử Tuyên trước khi đi đã đến tìm Bạch Đế cứu Tề Tiêu. Lúc trận thiên lôi giáng xuống Tiểu Thanh bất chấp nguy hiểm lao tới đỡ cho Tề Tiêu thì Bạch Đế tới kịp chặn lại. Ông trừng phạt Tề Tiêu, Tiểu Thanh lao tới cũng bị đánh bật ra. Toàn bộ ký ức của Lăng Sở đã được lấy lại, nhận lấy thanh kiếm từ Bạch Đế theo ông ngăn chặn Tử Tuyên. Tiểu Thanh biết được Lăng Sở cũng là người của cửu trùng thiên rời đi thì buồn bã, không biết liệu cậu có quay trở về. Tiểu Thanh bước tới muốn thay Tiểu Bạch hứng chọn thiên lôi thì yêu đế lao tới. Bạch Đế trách Lăng Sở quá manh động để cuốn vào chuyện không đâu của Tử Tuyên.
nhưng Lăng Sở vẫn nhớ ơn cứu mạng của Tử Tuyên mà Tiểu Bạch lại là người Tử Tuyên yêu nhất. Ông tức giận Tử Tuyên làm vậy chỉ càng khiến tai kiếp của bản thân trở nên nặng hơn mà thôi. Chuyển cảnh Tử Tuyên tìm đường tới chỗ Tiểu Bạch lại bị Lăng Sở ngáng đường, không biết nên gọi cậu ta là Lăng Sở hay Tề Tiêu. Lăng Sở gặp Tử Tuyên ở đó mà cũng đôi chút bất ngờ. Tử Tuyên dù đang bị thương nhưng vì muốn cứu Tiểu Bạch mà đến để giao đấu với Lăng Sở. Hai người từng giúp đỡ hỗ trợ nhau nay phải đối đầu, cả hai xuất chiêu cùng nhau bất phân thắng bại, nhưng sau cùng Tử Tuyên đã phá được trận pháp của Lăng Sở. Sau đó Tử Tuyên đi lên đỉnh núi để cứu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này vì bị thiên lôi giáng xuống nhiều quá làm linh lực hao tổn mà ngất đi, còn Tiểu Thanh lúc này vì muốn cứu Tiểu Bạch cũng đã đến núi tuyết nhưng lại gặp Lăng Sở. Cô đến bên Lăng Sở gọi anh dậy sau đó hỏi chuyện, còn Lăng Sở thấy Tiểu Thanh thì bất ngờ. Không hiểu sao một bạch xà như cô lại đến đây, còn Tiểu Thanh giải thích mình đến cứu Tiểu Bạch nhưng thấy Tử Tuyên đã lên cứu Tiểu Bạch nên cô ở lại với anh. Tử Tuyên lúc này đến nơi Tiểu Bạch bị giam thấy cô đang lịm đi liền truyền chút linh lực cho Tiểu Bạch. Tỉnh lại thấy Tử Tuyên đang ở cạnh mình, Tiểu Bạch cũng rất bất ngờ. Nghĩ rằng cả đời này vì anh mà cam chịu ở đây chịu phạt nay lại được gặp lại nhau, Tử Tuyên đến bên nói với Tiểu Bạch rằng bản thân đã nhớ được mọi chuyện nên nhất định sẽ đưa cô về. Tiểu Bạch nghe vậy mà hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên Tử Tuyên. Nhưng những lời nói này vốn dĩ Tử Tuyên nói ra để động viên Tiểu Bạch vì anh biết phải có người ở lại để chịu tội thiên lôi. Nói rồi Tử Tuyên đẩy Tiểu Bạch ra ngoài một mình chịu tội thiên lôi. Nhưng thân xác của Tử Tuyên giờ đây chỉ là người phàm vốn dĩ không thể chịu được quá ba cú sét giáng xuống. Tiểu Bạch đau đớn nhìn Tử Tuyên mà không đi tới giúp được. Đúng lúc này sư phụ của Tử Tuyên đến bất chấp làm sai mà phá giải rồi bảo Tiểu Bạch dẫn Tử Nguyên đi. Cùng lúc đó Tiểu Thanh đưa Lăng Sở đi cũng chờ đợi tin tức của Tiểu Bạch mà sốt sắng. Đúng lúc này sư phụ Lăng Sở đi đến nên anh dặn cô trốn đi. Sư phụ đến trách tội anh không giải quyết được việc của Tử Tuyên, khuyên anh tu tập ở núi Côn Luân thật tốt sau đó trở lại. Nhưng giờ đây Lăng Sở nói rằng mình chỉ là người phàm mà giờ đây không muốn dính vào chuyện đấu đá. Anh đến đây để muốn nói lời từ biệt với sư phụ. Lúc này Tiểu Thanh từ chỗ trốn bước ra để gặp sư phụ Lăng Sở, vừa để gặp ông vừa nhờ ông giúp đỡ xin nhẹ tội cho Tiểu Bạch. Còn Tử Nguyên và Tiểu Bạch lúc này đến núi Cừu Hề để xin sư phụ chữa trị cho Tiểu Bạch. Được sự đồng ý của sư phụ nên cả hai đã ở lại núi Cừu Hề. Tiểu Bạch tỉnh dậy cùng Tử Tuyên đi dạo xung quanh để ôn lại kỷ niệm xưa. Đúng lúc đó hai người họ gặp lại Tiểu Thanh và Lăng Sở. Bốn người sau đó đến nơi ở của Tử Nguyên để ngồi hàn huyên. Chỉ có Lăng Sở lúc này nhớ đến lời nói của sư phụ anh mà suy nghĩ, biết rằng giờ đây Tử Tuyên là người phàm nên cửu trùng thiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Chuyển cảnh một thời gian sau khi đã chữa trị xong, Lăng Sở và Tử Tuyên đến gặp Thanh Đế để từ biệt. Lăng Sở cáo từ để trở về trần gian tiếp tục tu dưỡng, còn Tử Nguyên cũng cùng Tiểu Bạch về trốn nhân gian. Sau khi từ biệt thấy trong lòng không can tâm nên Lăng Sở đã nói cho Tử Nguyên biết chuyện của Tiểu Bạch. Thì ra vốn để ở lại núi Cừu Hề mà Tiểu Bạch đã đồng ý lấy mệnh cách thất sát, sau đó chuyển sang người của cô theo ý nguyện của Thanh Đế. Tử Nguyên nghe vậy rất buồn và nhờ Lăng Sở giữ kín chuyện này. Mà để tìm cách ngăn Tiểu Bạch lại, Tử Tuyên liền đến xem trộm gương băng. Hình ảnh thao thiết lại hiện ra khiến Tử Tuyên bất ngờ vì hắn vẫn còn sống. Thanh Đế thấy Tử Tuyên dùng gương băng để xem tương lai liền ngăn lại. Chuyện xem gương băng trước tương lai là điều cấm kỵ nhưng Tử Tuyên nói rằng đã nhìn thấy thao thiết. Sư phụ biết chuyện của Tử Nguyên và thao thiết cần có hồi kết nên đã đồng ý để anh đi diệt trừ. Chuyển cảnh lãnh ngưng tại Dược Sư Cung vì lo cho bá tánh thiên hạ. Đã truyền lệnh chữa bệnh không nhận tiền trong 30 ngày để cứu thế. Thần y trong Dược Sư Cung cũng tán thành mà đồng lòng giúp sức. Cùng lúc đó Tử Tuyên đến gặp Thanh Đế để nói chuyện, vì để Tiểu Bạch không phải chuyển mệnh cách thất sát từ mình sang Tiểu Bạch. Tử Tuyên đã đồng ý với Thanh Đế ở lại núi Cừu Hề tu tiên. Chỉ cần cho anh đưa Tiểu Bạch đến Ly Sơn tu hành sau đó hứa sẽ mãi không gặp lại. Chuyển cảnh Tử Tuyên và Tiểu Bạch đến gặp Tây Vương Mẫu để thỉnh cầu cho Tiểu Bạch đến dự lễ chúc thọ Bạch Đế. Lăng Sở nhờ việc phát thiệp khắp nơi nên cả đám tiểu yêu cùng Tiểu Thanh cũng có mặt ở vườn bàn đào để chuẩn bị mừng thọ Bạch Đế. Mà đó cũng là ước nguyện đầu tiên trong ba ước nguyện mà Tử Tuyên muốn sư phụ làm cho Tiểu Bạch. Buổi mừng thọ diễn ra vui vẻ, sau đó trước khi ra về Thanh Đế đã tặng cho Tiểu Bạch gương tâm coi như cũng đã hoàn thành ước nguyện thứ hai. Chiếc gương này cũng là ý nguyện của Tử Tuyên trước khi rời xa Tiểu Bạch, sau đó anh dẫn Tiểu Bạch đi xem món quà thứ ba. Đó chính là việc anh sẽ đưa cô về Ly Sơn để tu hành. Nghe đến đó Tiểu Bạch cũng hiểu ra chuyện Tử Tuyên đã biết ý định của mình. Tiểu Bạch liền điểm huyệt để hút mệnh cách thất sát sang người cô. Một mình gánh chịu đau thương nhưng công lực của Tử Tuyên quá mạnh, một trưởng giải được điểm huyệt, sau đó nói vài lời sau cuối với Tiểu Bạch mà rời đi. Bản thân hai người cũng chỉ vì tốt cho đối phương mà sẵn sàng hy sinh cho nhau. Chuyển cảnh đến trần gian khi Điệp Ma đến Dược Sư Cung được Tiểu Thanh Phong và Tống Sư Huynh ra đón tiếp. Cô ta đến để cùng thần y trong Dược Sư Cung chữa trị cứu người. Nhưng một người tà đạo như vậy chắc hẳn phải có âm mưu gì đó. Mà chuyện này đã được Tiểu Thanh và Lăng Sở biết tin nhưng họ đang không rõ việc cô ta đến Dược Sư Cung có mục đích gì. Đúng lúc này Tử Nguyên xuất hiện để giải thích, thì ra bệnh tình bách tính đang lâm bệnh cũng là do tà muôn của Điệp Man mang đến.
nhân cơ hội bách tính được chữa bệnh miễn phí mà trà trộn vào Dược Sư Cung thực hiện âm mưu. Lúc này Lang Sở và Tử Nguyên đều hiểu rằng trước đó Thao Thiết đã lên kế hoạch này, chuyện đến nước này họ chỉ còn cách lấy lại tiên lực cùng nhau chiến một trận sinh tử với Thao Thiết. Tử Tuyên biết Cửu Trùng Thiên cũng như núi Cửu Hề sắp tới sẽ đại loạn liền nhờ Tiểu Thanh đưa Tiểu Bạch đến núi Ly Sơn sớm. Nhưng Tiểu Thanh không nghe nên Tử Nguyên đã dùng lời chú cẩn cô cho vào người Tiểu Thanh để ép cô đưa Tiểu Bạch đi. Sau đó Tử Tuyên đến gặp Lang Sở cùng nhau gác lại chuyện xích mích để bàn kế diệt Thao Thiết, chuyển cảnh sang Lãnh Ngưng đi dạo trong Dược Sư Cung mà nghĩ về những gì bản thân đã làm. Là người của Dược Sư Cung nhưng đôi bàn tay đã tiếp tay cho Thao Thiết và Điệp Man. Cô hối hận vì những chuyện đã làm nhưng mọi chuyện giờ đã đi xa khỏi tầm kiểm soát. Lúc này làn khói đen bay đến sau đó hóa thành Thao Thiết và Điệp Man. Bọn họ đến gieo hạt mầm kiểm soát được Lãnh Ngưng. Mà lúc này Bách Thảo Tiên Quân và Bạch Đế ở trên tiên giới thấy chuyện chẳng lành mà tiến tới Dược Sư Cung. Đến nơi quả nhiên thấy Lãnh Ngưng đang đau đớn nên Bách Thảo Tiên Quân liền tới giúp cô lấy hạt mầm ra. Bạch Đế thấy Điệp Man và Thao Thiết cũng vì thế mà rời đi ngay. Đúng lúc Lăng Sở và Tử Nguyên cũng đi tới để xem tình hình. Bạch Đế ở đó nói đã nhìn thấy nguyên khí của Thao Thiết xuất hiện vì vậy sớm phải tìm ra thân xác hắn ta để ngăn chặn. Mà lúc này Tiểu Thanh cũng đã đưa được Tiểu Bạch về núi Ly Sơn tu hành, hai người họ gặp lại Ly Sơn Thánh Mẫu. Sau khi nghe bà giải thích cuối cùng Tiểu Bạch cũng hiểu ra mọi chuyện, Tiểu Bạch nhận ra Tử Tuyên vì để cho cô cuộc sống yên bình đã đồng ý tu tiên mãi mãi rời xa cô. Mà lúc này Tử Tuyên và Lăng Sở tìm cách đối phó với Thao Thiết mà đến Bồng Lai Tiên Sơn diện kiến Bách Thảo Tiên Quân. Đến đó Tử Tuyên nói rằng bản thân bày bố trận pháp nhưng chưa đủ thành thạo, vì vậy đã mạnh dạn nhờ Bách Thảo Tiên Quân mượn Bạch Đế chiếc gương thần ở Côn Luân. Mà gương Côn Luân này vốn là bảo vật nên họ đến để nhờ ông giúp đỡ. Bách Thảo Tiên Quân vì đại cục mà đến nhà Bạch Đế để nhờ ông cho mượn gương Côn Luân, quả nhiên sau một lúc đã cầm được gương Côn Luân về. Lúc này Lãnh Ngưng đang đọc sách nhận được lời nhắn của Thao Thiết hẹn gặp ở Hồ Minh Tâm. Lúc này cô liền chuyển lời nhắn cho Tử Tuyên và Lăng Sở để họ biết thông tin. Cùng lúc này Thao Thiết đến gặp chủ thượng để xem kế sách vào đêm trăng máu sẽ luyện hóa thân, hắn ta muốn nhanh chóng trở lại thân xác mong muốn thực hiện kế hoạch của mình. Xong việc liền đến điểm hẹn gặp Lãnh Ngưng để kích động cô, biết Lãnh Ngưng có tình cảm với Tử Nguyên nên hắn ta công kích nói rằng việc Tử Tuyên muốn tiêu diệt hắn cũng là vì Tiểu Bạch. Thao Thiết còn nói thêm sau khi giúp Tiểu Bạch thành tiên rồi sẽ có thể song túc SONNG phi cùng với Tiểu Bạch mãi mãi. Lúc này tâm tình bị dao động khiến Lãnh Ngưng đem suy tình liền hẹn Tử Tuyên ra nói chuyện. Ở đó Lãnh Ngưng kể khổ mà muốn Tử Nguyên giúp mình diệt trừ tà khí trong người. Tử Tuyên nghe vậy bèn khuyên cô đến núi Ly Sơn an dưỡng. Cùng lúc đó Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đến gặp Lăng Sở để nói ra việc muốn giúp anh và Tử Tuyên cùng chiến đấu với Thao Thiết. Mà lúc này thuộc hạ của Thao Thiết đến bẩm báo chuyện gương thần không có ở Côn Luân. Lúc này Điệp Man cũng đã nhận ra sự bất lợi trong cuộc chiến này nhưng chỉ có Thao Thiết vẫn bình thản. Hơn ai hết hắn ta biết Lãnh Ngưng vì tình yêu mù quáng có thể sẽ là quân cờ hay giúp sức cho họ. Thời gian đã đến Lăng Sở cùng Tử Nguyên ở Hồ Minh Tâm chờ giao chiến. Còn đám tiểu yêu vì muốn giúp Tử Tuyên cũng đã có mặt để cùng giúp sức. Lăng Sở đi thăm dò xung quanh đúng lúc Thanh Đế xuất hiện vì biết ý muốn của Tử Tuyên nên đưa Lăng Sở đến gương băng xem. Lăng Sở nghe xong hiểu ra Tử Tuyên muốn một mình quyết một phen sinh tử với Thao Thiết. Lúc này dưới hạ giới Lãnh Ngưng cũng đã đến mà cô phát hiện ra mùi phệ tâm hương quanh đây. Mùi này sẽ làm nhiễu loạn tinh thần của đám tiểu yêu nên bảo mọi người bịt mũi lại, còn Tử Tuyên vì đã khai trận nghịch thời nên Tiểu Bạch và Tiểu Thanh không vào được. Giờ trăng máu đã đến cũng là lúc Thao Thiết xuất hiện. Thao Thiết biết ý đồ của Tử Tuyên mà không muốn cho anh như ý đã xông đến quyết đấu. Lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh và Lăng Sở chỉ biết đứng ngoài lo lắng vì trận nghịch thời này không ai hóa giải để vào được. Lúc này Tử Tuyên và Thao Thiết quyết đấu dưới ánh trăng máu đã cùng nhau sinh tử dưới Hồ Minh Tâm, còn Lãnh Ngưng lúc này mới giở bộ mặt tàn ác ra. Cô ta truyền tà khí cho đám tiểu yêu cũng nói ra rằng mùi phệ tâm hương chính là trò do cô ta bày ra, mà lúc này Thao Thiết vốn chưa chết. Những việc này đều nằm trong kế hoạch hóa người của hắn ta, còn Tử Tuyên cũng nhờ vậy lợi dụng Thao Thiết hóa giải ma khí tu thành tiên thành công. Mà lúc này Thanh Đế và Bạch Đế đã hiểu ra chuyện, lúc này đám tiểu yêu vì dính tà khí mà đến chùa Kim Sơn hại người, Tử Tuyên vì vậy đành ra tay tiễn họ về với tổ tiên tránh làm điều ác. Lúc này Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đến muốn nghe lời giải thích từ Tử Tuyên đã xông thẳng vào trong. Thấy vậy Tử Tuyên bèn nhờ Lăng Sở đưa Tiểu Thanh ra để nói chuyện với Tiểu Bạch. Đưa Tiểu Bạch đến bên hồ Tử Nguyên cũng nói ra lý do bản thân phải làm vậy và sẵn lòng chịu tội đã sát hại đám tiểu yêu. Nhưng sao Tiểu Bạch lỡ ra tay mà giờ đây hai người không thể gặp nhau mãi mãi chia xa, còn Thao Thiết sau khi thành công hóa người lại được sự trợ thủ của Lãng Ngưng càng thêm ngông cuồng. Một thời gian sau Lãnh Ngưng và Thao Thiết đi tìm linh châu của các tiểu yêu để luyện khí. Còn lúc này sau khi biết năm đó Tử Tuyên giết đám tiểu yêu là theo yêu cầu của họ, hơn nữa cũng là do Lãnh Ngưng làm ra chuyện này nên Tiểu Bạch đã quay về bên Tử Tuyên. Vì có nhiều tiểu yêu dạo đây bị mất tích nên hai người lo rằng Thao Thiết và Lãnh Ngưng đang giở trò gì đó. Vì vậy bèn sai người đi tìm hiểu, còn Lăng Sở lúc này vì muốn theo ý nguyện sư phụ năm xưa tiếp quản lại chùa Kim Sơn mà ngày đêm tu tập.
nhưng trong lòng vẫn vấn Vương Tiểu Thanh nên Tử Tuyên bước đến khuyên anh không nên làm khổ bản thân. Tâm không tĩnh vốn dĩ không thể luyện Phật pháp, có khi còn tẩu hỏa nhập ma. Lăng Sở nghe xong như hiểu ra điều gì đó mà đi thẳng đến gặp Bạch Đế để xin được ở bên Tiểu Thanh. Nhưng Bạch Đế lại cương quyết phản đối việc người và yêu đến với nhau, hơn nữa còn nói Tiểu Thanh chính là yêu ma mà Lăng Sở cần diệt trừ, khiến anh rất đau lòng. Chuyển cảnh, chủ thượng được thuộc hạ thông báo Thao Thiết đã phát hiện được kế hoạch của ông mà cho người đi tìm chủ thượng. Lúc này chủ thượng sai thuộc hạ truyền tin cho Điệp Man không được để lộ sơ hở. Mà lúc này vì không thể ở bên Tiểu Thanh nên Lăng Sở quyết tâm xuống tóc đi tu rũ bỏ hồng trần. Tiểu Thanh nghe tin thì tức tốc đến để hỏi cho ra lẽ. Bản thân cô trước giờ chỉ muốn ở bên Lăng Sở dù có chịu đau khổ, nhưng Lăng Sở vì biết rằng càng ở bên Tiểu Thanh sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ. Anh đứng dậy dứt áo ra đi, tiến vào cửa Phật để cạo đầu đi tu. Ngày hôm sau Lăng Sở bước ra sau cánh cửa đã là tu sĩ một lòng hướng Phật. Chuyển cảnh, lò luyện đan yêu ma của Thao Thiết đã luyện sắp xong, âm mưu của hắn đang dần được thực hiện. Mà lúc này Bạch Đế cùng Thanh Đế cũng cảm nhận được liền cho gọi Tử Tuyên đến. Họ giao cho Tử Tuyên tháp nhốt yêu làm bảo vật để tìm Thao Thiết đang luyện đan ở đâu. Sau đó dặn dò cẩn thận, có gì phải báo tin tức cho Thanh Đế và Bạch Đế. Còn Tiểu Thanh sau khi Lăng Sở đi tu buồn chán mượn rượu giải sầu, chuyển cảnh chủ thượng đến gặp Thao Thiết để xem nồi luyện đan. Thao Thiết dù biết chủ thượng đang bị thương nhưng công lực của hắn chưa hồi phục nên không dám động tay động chân. Mà nồi luyện đan này còn thiếu một yêu nữ nữa sẽ luyện xong, đúng lúc Lãnh Ngưng trở về mà không muốn công sức bỏ ra bị phí hoài. Thao Thiết liền giao đấu bắt Lãnh Ngưng lại để luyện đan. Đúng lúc này nhờ tháp nhốt yêu mà Tử Tuyên tìm ra được nơi Thao Thiết luyện đan mà xông tới. Thao Thiết bị yếu thế dùng nồi luyện đan để đe dọa cùng chết cùng nhau. Lãnh Ngưng thấy vậy lao tới hy sinh thân mình để trấn áp lưu luyện đan. Cũng may Tử Tuyên cứu được Lãnh Ngưng kịp thời, sau đó đưa về nhà để trị thương cho cô. Sau đó anh cùng Tiểu Bạch đến xem tình hình của Tiểu Thanh. Mà đúng lúc đó chủ thượng đến đó lấy pháp danh là Trảm Hoang. Hai kẻ thù mặt đối mặt nhưng Tử Tuyên lại không nhận ra. Mà Trảm Hoang lúc này biết Tiểu Thanh buồn bã đã rủ cô đi dạo. Cả hai đang đi dạo lại gặp Lăng Sở đang làm việc thiện giúp chùa. Tiểu Thanh chạy đến nhưng Lăng Sở giờ đây một lòng hướng Phật nên đã nhất quyết mà rời đi. Chuyển cảnh, thuộc hạ của Trảm Hoang đưa Thao Thiết ra biển Đông Hải để hắn ta về gặp cha là Long Vương Đông Hải. Long Vương hiện lên nhưng không vì con trai mà động lòng giúp Trảm Hoang. Lúc này Hứa Tuyên tới gặp Tiểu Bạch, thấy cô rất chi là buồn bã hỏi xem sao thì gái này lại bảo không có chuyện gì. Hứa Tuyên cũng báo cho Tiểu Bạch biết anh chuẩn bị khởi hành đi Đông Hải. Chuyện của Dược Sư Cung phải nhờ cô đây giải quyết. Cả hai còn đang nói chuyện, muội muội của anh đi vào nói muốn gặp nói chuyện riêng. Hai người cùng đi tới điện thờ của sư phụ. Vì bây giờ ông đã tu thành tiên nên Hứa Tuyên muốn muội muội đến thăm ông thường xuyên, nhưng cô đây bây giờ không còn mặt mũi nào để gặp ông nữa. Biết cô này có nỗi lòng muốn nói ra cho nên Hứa Tuyên cũng hỏi được biết thì ra do bây giờ cô đây đã mất hết võ công cho nên muốn Hứa Tuyên và Tiểu Bạch xử tại đây. Nhưng Hứa Tuyên sao nỡ lòng làm vậy với muội muội của mình chứ, mà anh chỉ khuyên cô hãy lấy cái lương thiện ngày trước về rồi sống một cuộc đời bình yên. Lãnh Ngưng cũng nói trong cuộc đời này cô chỉ dành một tình yêu siêu to khổng lồ cho Hứa Tuyên, nhưng anh nào dám nhận khi đã có người mình yêu trong lòng. Khi anh trở về, Tiểu Bạch đã ngủ được một giấc ngon lành. Thấy giao sách cho cô này học mà lại đi ngủ gật cho nên Hứa Tuyên bức xúc hỏi lại xem có thuộc gì không, nhưng Tiểu Bạch chẳng nhớ gì phải cố ý nhìn trộm nhưng không ăn thua. Sau đó Hứa Tuyên lại hỏi sao Tiểu Bạch không ra tay với Lãnh Ngưng, nhưng cô đây là một người bình thường đến từ Bình Dương thì sao lại đi làm hại người không hại mình. Đột nhiên vai Tiểu Bạch đau nhói, Hứa Tuyên phát hiện cô bị ấn ký của yêu tộc, minh chứng cho yêu đế đã xuất hiện. Mà yêu đế ẩn thân hơn ngàn năm, bây giờ xuất hiện sẽ có chuyện lớn. Tiểu Thanh lúc này mang thứ nước có trộn chung với máu kỳ lân đến cho anh đầu chọc uống. Khi anh này vừa cho vào mồm liền nhả ra vì biết thứ này có độc, bây giờ chỉ cần Tiểu Thanh chạm vào người anh sẽ khiến cho anh đầu chọc cháy da cháy thịt. Biết được điều này, hai người cùng đi tới gặp Trảm Hoàng để cho anh ta cái giá phải trả, nhưng tên này thấy vậy thì càng vui sướng khi làm cho hai người này tách rời nhau ra. Bên dưới Long Cung, Thao Thiết đi gặp người cha già của mình cảm ơn ông vì mấy ngàn năm nay đã dùng TV để bảo vệ lấy cái mạng cờ hó này của anh. Đến cuối cùng Thao Thiết cũng chào tạm biệt cha để đi đại náo hạ giới khiến Long Vương đau lòng. Trên bờ, Hứa Tuyên với Tiểu Bạch cũng biết Thao Thiết sắp trốn khỏi Long Cung. Ngay lúc đó Long Vương cùng đàn em đi tới đây nhờ hai người đi bắt tên nghịch tử Thao Thiết về. Hắn ta bây giờ đã đến chỗ của Trảm Hoàng để kết giao đồng minh. Tiểu Bạch và Hứa Tuyên cũng đến gặp Thanh Đế và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông trong chiến dịch đi trừ yêu diệt ác. Anh đầu chọc bên này cũng kịp thời Innova cùng với Trảm Hoàng, còn Thao Thiết thì lại đến Dược Sư Cung để mưu sát các đệ tử ở đây. Lãnh Ngưng nghe tin liền chạy đi tìm tên này, nhưng khi thấy được và giao đấu với hắn lại không thể ăn nổi, ngược lại còn bị đánh cho sấp mặt. Bên này anh đầu chọc được Trảm Hoàng cho biết hiện giờ Thao Thiết đã đi đại náo Dược Sư Cung, còn được tên này cho biết Lãnh Ngưng bây giờ đã gần ngỏm củ tỏi. Mấy người nhanh chóng chạy về Dược Sư Cung, thấy Tiểu Thanh ở đây liền nghi ngờ gái này làm hại Tiểu Thanh vì hai người từ trước tới giờ đều có mối thù với nhau. Trong lúc Tiểu Thanh định nhờ Lãnh Ngưng giải thích hộ thì cô này đã ngỏm củ tỏi.
cho nên bây giờ mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu Tiểu Thanh khiến cho cô rất uất ức. Chính vì như vậy, Pháp Hải đòi đưa Tiểu Thanh về Kim Sơn Tự để tìm ra câu trả lời xem cô có phải là người đã sát hại Lãnh Ngưng hay không. Đột nhiên Trảm Hoàng đi tới đây giải vây cho Tiểu Thanh rồi đòi dắt cô đi gặp Thao Thiết để lấy lại sự trong sạch. Sau đó được Trảm Hoàng cho biết anh đây chính là yêu đế trong truyền thuyết. Đột nhiên hắn lại tiến tới hôn Tiểu Thanh nhưng lại nhận ra cô không phải là người hắn đang tìm kiếm nên hơi thất vọng, mặc dù khẳng định cô này là người đó 100% rồi. Hứa Tuyên cùng Tiểu Bạch và một vị huynh đài của anh đi tới trước nơi trú ngụ của yêu đế. Nhưng mà để vào đây chỉ có yêu mới vào được nên là chỉ có Tiểu Bạch và anh thanh niên kia. Nhưng Hứa Tuyên rất lo lắng không muốn cho cô đi vào đó vì biết một đi sẽ trở lại. Pháp Hải cùng đi tới đây yểm trợ, vừa hay tay của Tiểu Bạch lại đau nhói, nếu bây giờ mà không đi vào trong ngày e là sẽ càng gặp nguy hiểm. Bên trong Trảm Hoàng đang thao túng tâm lý các tiểu yêu để bọn chúng làm việc dưới trướng của anh đi tấn công núi Côn Luân. Chính lúc bọn này đang hô hào thì Tiểu Bạch đi vào cắt ngang. Ấy vậy mà vừa đi vào tên này đã cho Tiểu Bạch nằm sàn đau đớn, sau đó đưa đi giam giữ. Người của Trảm Hoàng sau khi điều tra thân phận của Tiểu Bạch cho biết cô thuộc tộc Bạch Xà đã tu luyện ngàn năm, mới xuất hiện ở đây 20 năm và còn cho biết giữa Trảm Hoàng và Tiểu Bạch có mối lương duyên phu thê vợ chồng. Đến khi gặp Trảm Hoàng, Tiểu Thanh đã xin anh này thả Tiểu Bạch ra nhưng anh này nói làm gì có mùa xuân đó. Tiểu Thanh bất lực bị cho cút ra ngoài, sau đó lại được Trảm Hoàng triệu tập vào. Tới đây hắn ta ra điều kiện sẽ thả Tiểu Bạch ra nếu Tiểu Thanh làm cho hắn một điều. Ngay sau đó Tiểu Bạch được diện kiến tên này, nhưng cô đây là lá ngọc cành vàng nên không theo chủ nghĩa của Trảm Hoàng khiến cho hắn vô cùng tức giận muốn xử cô thì Tiểu Thanh đi tới ngăn cản. Nhưng hiện giờ Tiểu Thanh lạ lắm khi cô nói những lời chẳng hay với Tiểu Bạch, còn nói chính mình đã xử Lãnh Ngưng. Điều đó làm cho Tiểu Bạch không tin một chút nào. Mặc dù Tiểu Bạch không tin là như vậy nhưng Tiểu Thanh nhất quyết ở lại đây cùng với yêu tộc không đi ra ngoài với Tiểu Bạch. Còn cô muốn đi ra ngoài phải vượt qua 49 ngọn liên hỏa. Ngọn nào cũng thiêu đốt xương thịt, nếu cô có thể vượt qua thì Trảm Hoàng sẽ trả tự do cho Tiểu Bạch. Cô chấp nhận quả kèo này mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng khi nghĩ đến được giáp tự do cô lại cố gắng vượt qua. Ấy thế mà tự nhiên bị ngã, sau đó bọn tiểu yêu này nhân cơ hội đánh cho cô nhòe nét không thể đỡ được. Cuối cùng sau những giây phút đi qua thăng trầm, Tiểu Bạch cũng vượt qua được ải này và cô chính thức. Từ đây không còn liên quan gì tới yêu tộc nữa, vừa hay Hứa Tuyên và Pháp Hải đi vào rước cô ra ngoài. Tiểu Bạch được đưa về chữa trị nhờ có sức mạnh của nữ chín nên cô nhanh chóng bình phục trở lại. Hứa Tuyên được tỉ tỉ cho biết hôm nay cô đi tới bái tế phần mộ Lãnh Ngưng, kết quả trên phần mộ đó đột nhiên nở ra một đóa hồng liên trên đất bằng. Đóa hoa đó đặc biệt yêu diễm, ấy thế mà tối đó khi tỉ tỉ đi về nhà ngủ lại được Thao Thiết dọa cho một phen hú hồn còn được. Hắn cho biết Tiểu Bạch là một con bạch xà đã tu luyện ngàn năm làm cho cô này sợ quá ngất đi. Đến sáng hôm sau vì chưa tin cho nên cô này đã đi kiểm tra, quả đúng như lời nói Tiểu Bạch là xà yêu. Hứa Tuyên đi vào lại được tỷ tỷ nhắc cho chuyện này, nhưng anh lại phát hiện cô đã có thai làm cho tỷ tỷ rất vui mừng. Khi đi ra ngoài gặp chồng, cô này không quên mách lẻo chuyện này cho chồng nghe, còn không thèm quan tâm đến cái thai trong bụng nữa chứ. Chuyển cảnh Pháp Hải bị một lũ lăng quăng của yêu đế tấn công. Lũ này cậy đông hiếp yếu không thèm nghe anh nói mà nhảy vào giao chiến. Hôm nay Pháp Hải không bung hết sức mình cho nên bị ăn mấy nhát chí mạng. Đến lúc Tiểu Thanh đến giải cứu anh đã gần đi tới suối vàng rồi. Nhanh chóng Pháp Hải cũng được đưa về chữa trị, nhưng do độc tính này trong người anh quá hung ác nên cần chờ Tiểu Bạch đi tìm thuốc giải về mới có thể cứu. Người dân bây giờ đã mất hết niềm tin vào thần tiên nên họ đua nhau đi đạp đổ hết đền thờ các vị, từ nay không còn thờ tiên Phật gì nữa. Hai vị tiên này thấy vậy vô cùng đau buồn khi mình không thể làm gì được cho người dân, vừa hay tiên đế gửi lệnh tới báo hai người dẫn binh đi trừ yêu diệt ác. Bên này người dân bị yêu qua ai đánh cho nhòe nét hết, đột nhiên tỷ tỷ của Hứa Tuyên đi vào nói cho mọi người ở đây biết thê tử của anh là Bạch Xà. Cho nên người ở đây vô cùng lo lắng sợ cô hút máu, nhưng anh đảm bảo Tiểu Bạch là người tốt không bao giờ làm hại đến ai cả. Đột nhiên lại có người đi vào báo tin Tiểu Bạch bị Thao Thiết bắt đu, làm cho Hứa Tuyên vô cùng lo lắng. Cô bên này bị nhốt vào trong nhà lao lại gặp được tên Trảm Hoàng. Mà tên này chỉ muốn hỏi cô về 500 năm trước khi cô tìm được một mảnh vỡ nguyên thần từng đặt trong người ngày ngày nuôi dưỡng, thật sự có chuyện này hay không. Nhưng cô đây chẳng nhớ chuyện gì hết khiến cho tên này rất thất vọng. Hứa Tuyên cũng đến nơi yêu đế ở để cứu Tiểu Bạch, nhưng Trảm Hoàng bây giờ đã dẫn quân đi tới chân núi Côn Luân để khai chiến với tiên giới rồi. Nhanh chóng thế trận ở chân núi Côn Luân đã nghiêng về phía của yêu đế, bên tiên giới bây giờ chỉ còn rải rác. Mấy người Trảm Hoàng vẫy tay có thể cho cút hết, nhưng anh đây nể tình họ là người cũ nên không sát hại. Ngay sau đó Thao Thiết đi tới đây mang theo Tiểu Bạch và Tiểu Thanh. Trảm Hoàng lấy Tiểu Bạch ra hút linh lực tạo một kết giới bao quanh núi Côn Luân. Trận này thắng phần lớn công lao là của Thao Thiết nên Trảm Hoàng đây rất tin cậy tên này. Hứa Tuyên bên này đi về bàn cùng Pháp Hải chuẩn bị tấn công yêu đế giành lại núi Côn Luân. Đột nhiên sư phụ của hai người tới đây, ông đưa ra cỏ tiên vạn năm, thứ này có thể chữa khỏi bệnh cho Pháp Hải. Rất nhanh chóng hai người cũng đưa quân tới giải cứu núi Côn Luân. Ở núi lúc này Trảm Hoàng đang bày tỏ tình cảm với Tiểu Bạch một cách chân thành.
Tên này còn tiện đà ôm cô, nhưng Tiểu Bạch nào có chấp nhận cái thứ tình cảm dơ bẩn của tên này. Cô hận hắn đời đời kiếp kiếp, khiến cho Trảm Hoàng thề non hẹn biển sẽ giam cô suốt đời. Sau đó nếu có kiếp sau, hắn sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn bằng được mới thôi. Bên trong nhà lao, Tiểu Khôi đang gắng cự rể mở kết giới nhưng không thành công, ngược lại còn bị phản đam. Thấy vậy tên này ỏng ẹo với Tiểu Thanh để cô thương cảm. Thấy vậy cô cũng chả vờ thương xót tí cho tên này vui. Ngay sau đó thuộc hạ của Trảm Hoàng đi tới báo tin Tiểu Thanh và Tiểu Khôi đã trốn thoát khỏi nhà lao. Anh đi tới đây bất ngờ thấy vết tích của máu, mới nghĩ ra Tiểu Thanh đã dùng máu của bản thân cộng với chút nội lực ít ỏi để phá giải kết giới của anh. Tiểu Khôi cùng với Tiểu Thanh chạy trốn được một lúc, Tiểu Khôi lại lăn ra đau đớn vì bị Trảm Hoàng thi triển sức mạnh làm cho tay anh đau đớn. Sau đó Tiểu Khôi ngay lập tức bị bắt về. Để bảo vệ cho anh và Tiểu Thanh, Tiểu Bạch liền lấy Linh Châu của mình ra đe dọa Trảm Hoàng sẽ tự hủy đi thứ này nếu anh không tha cho hai người kia. Trảm Hoàng bị dồn vào thế khó nên anh cũng chiều theo ý của Tiểu Bạch. Bên ngoài thao thiết va nhau với Tiểu Thanh, nhưng cô đây nào là đối thủ của tên này. May mắn lúc khi cô yếu nhất lại có sự trợ giúp của Pháp Hải. Còn Hứa Tuyên lại phải va nhau với hai tên đệ cứng của Trảm Hoàng. Hai bên giao tranh vô cùng nhạt nhẽo nên chuyển về phía của Thao Thiết và Pháp Phải. Anh mặc dù là hộ thân của Saitama nhưng không thể nào ăn lại được Thao Thiết. Đến khi Trảm Hoàng xuất hiện, hắn ta mới kể cho Tiểu Thanh sự thật về Pháp Hải. Năm đó anh vì cô mà đi vào của Phật, khiến cho cô đây nghe xong rất đau buồn. Hai người cũng vì thế mà trọng thương nghiêm trọng do Trảm Hoàng đánh. Tên này còn nhận tâm lấy đi nội lực của Pháp Hải. Hai người mặc dù bị cản trở bởi máu kỳ lân nhưng vẫn quấn lấy nhau thắm thiết. Ngay sau đó Tiểu Bạch đi tới đây rồi làm phép cho hai người thoát khỏi nơi đây trước, còn cô ở lại một mình cân hai. Nhưng hai đánh một không chột cũng què nên Tiểu Bạch nhanh chóng đại bại. Còn Hứa Tuyên cũng bị dồn vào thế bí, may mà có Long Vương đi tới ứng cứu kịp thời. Ngay sau đó khi Trảm Hoàng biết tin Long Vương ở đây liền cử con trai ông là Thao Thiết đi giao đấu. Hai người bên này đang vất vả làm lạnh dung nham nhưng nó không ăn thua khi đã được Trảm Hoàng khống chế. Lần này Long Vương quyết định ra tay mạnh, lấy hết nội công ra để làm cho nơi này bình thường trở lại, nhưng lại bị Thao Thiết cản trở. Tiểu Bạch khi tỉnh dậy lại thấy nơi đây trang trí như kiểu ngày cưới. Khi cô định đi ra xem sao lại bị Trảm Hoàng ngăn cản lại, nói hôm nay hắn ta nhất định sẽ lấy cô về làm nương tử cho dù Tiểu Bạch có đồng ý hay không. Khi Hứa Tuyên đưa hai cha con Long Vương ra ngoài lại bị đám quân của Thiên Đế bao vây. Họ tới đây để bắt Thao Thiết về hỏi tội, sau đó còn báo cho Hứa Tuyên biết Trảm Hoàng đã tổ chức hôn lễ với Tiểu Bạch, còn phong cho cô làm yêu hậu. Anh nghe xong liền đi tới va với tên này ngay, nhưng anh bị Tiểu Bạch ngăn cản lại rồi cô tự mình đối phó với Trảm Hoàng. Vì những chuyện Hứa Tuyên làm khiến cho Thiên Đế tức giận, ông đua bông hoa nhận hình phạt cho Tiên Quân, nhờ ông giao lại cho Hứa Tuyên để anh ăn năn hối lỗi về những gì mình đã làm. Ngay sau đó bông hoa này cũng được tới tay Hứa Tuyên, nhưng anh xin chưa nhận hình phạt ngày mà nhờ mấy bô lão hãy xin Thiên Đế cho anh đi cứu nương tử trước rồi sau đó về nhận hình phạt sau. Trảm Hoàng cũng được Tiên Quân chuyển lời từ Thiên Đế cho anh một con đường lui nếu có thể làm lại cuộc đời. Nhưng đã hết phim đầu mà hắn lui được, còn muốn chống lại cả Thiên Đế làm cho Tiên Quân bất lực. Vì chuyện này mà Trảm Hoàng ngày ngày uống rượu để nghĩ ra cách chống lại sư huynh của mình. Hôm nay Thiên Đế đích thân đi xuống đây gặp đệ của mình. Hai người này có tướng mạo giống nhau y đúc, chỉ có cái một người bên thiên một người bên ác. Lần này Thiên Đế xuống đây giao cho Trảm Hoàng thiên tượng lệnh chế ngự chúng yêu trong thiên hạ rồi mong anh đến Bắc Hoang để tu luyện tích đức. Khi hắn đi về các yêu tộc đang nổi loạn, nhưng khi giơ thiên tượng lệnh nên bọn này liền nghe theo rồi ngoan như cún. Chuyển cảnh khi tên đệ của Trảm Hoàng mang đồ ăn tới cho Tiểu Bạch, còn cho cô biết 3 ngày nữa Trảm Hoàng sẽ mở pháp trận vào ngày trăng tròn để đe dọa cô mau ăn cơm. Mặc dù Tiểu Bạch không tin cho lắm, nhưng khi tên này đi ra ngoài Tiểu Bạch ra gắp thức ăn nhưng lại thôi không ăn nữa, nhớ lời sư phụ không được ăn thức ăn của người khác nấu, nhất là kẻ thù. Vì thế cho nên cô đây phải ôm cái bụng đói dài hạn. Tủ tương bên này bị Hứa Tuyên phát hiện ăn cắp vảy rồng, mà thứ này là bảo vật của Long Vương. Cô này nhanh chóng được diện kiến sư phụ để ông khiển trách, còn Hứa Tuyên đi gặp Long Vương. Ông tự hy sinh bản thân của mình giao lại cho anh Long Châu để làm điều gì đó. Bên này Tiểu Bạch đang ngủ lại thấy Thiên Đế tới đây. Ông cho cô đi vào giấc mơ rồi chỉ điểm cho biết cuộc di chiếu dưới gối trống không. Tiểu Bạch nhanh chóng lấy nó lên rồi làm theo lời Thiên Đế nói là nhúng dưới nước. Ấy thế mà nó đột nhiên hiện ra những ký tự lạ lùng khiến cho Tiểu Bạch vui vẻ. Còn Hứa Tuyên chuẩn bị dùng Long Châu để làm đó thì được Thiên Đế diện kiến. Thì ra việc gặp Thiên Đế là để Hứa Tuyên xin ông cho anh đi tới gặp Thao Thiết để ủy quyền lại thứ mà Long Vương đã để lại cho hắn. Thiên Đế dễ dãi cũng đồng ý ngay rồi đưa cho anh lệnh bài đi tới đó. Rất nhanh chóng Hứa Tuyên cũng tới gặp Thao Thiết rồi nói chuyện, cha hắn đã ngỏm củ tỏi. Tên này cứ nghĩ anh làm sau đó lại đổ cho Thiên Đế. Vì tên này quá điên khùng cho nên anh đây phải khống chế lại, sau đó nói Long Vương đã hy sinh để đổi lại cái mạng chó cho hắn. Tên này vẫn không tin khiến anh bất lực rồi rời đi. Bên này Trảm Hoàng vẫn ra sức tỏ tình với Tiểu Bạch, nhưng cô đây vốn dĩ không có chút tình cảm nào với hắn cho nên không đồng ý, khiến tên này vô cùng cay cú. Cũng qua 3 ngày nên tên này bắt đầu giở quẻ làm phép.
Bên này do lần trước trộm được tí tiết của Thiên Đế cho nên Hứa Tuyên nhanh chóng biết được vị trí của Trảm Hoàng. Hắn ta lúc này cũng đến giờ làm lễ nên chiêu mộ Tiểu Bạch ra ngoài làm cùng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi lông lách, Hứa Tuyên đã đi tới ứng cứu cô kịp thời rồi cả hai cùng nhân thời co bỏ trốn. Còn vạn tượng lệnh trên tay của Trảm Hoàng cũng bị hai người cướp đi mất. Hai người kia chạy lại gặp Thiên Đế ngay sau là Trảm Hoàng nên ông cũng cho hai người kia cuốn theo chiều gió rồi ở lại đàm phán cùng người đệ. Nhanh chóng Hứa Tuyên lại đi gặp mặt Thiên Đế. Ông này rất thích phong cách làm việc của anh khi hết lần này tới lần khác có thể khiến Thiên Đế phải ra mặt để gặp. Còn ở nhà Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đang nhàn rỗi lại nhận được tin bên ngoài Tiểu Tương kéo quân tới làm loạn. Hai người đi ra đó chưa nói gì đã va nhau với Tiểu Tương. Cô kia được búp sức mạnh nên một mình cần hai nhưng cũng không tránh khỏi được sức mạnh từ vạn tượng lệnh của Tiểu Bạch. Ngay lúc Tiểu Tương định làm hại Tiểu Bạch thêm một lần nữa thì Hứa Tuyên đã đi tới ngăn cản lại. Đe dọa gái kia một lần nữa nếu động tới một nửa cuộc đời của anh sẽ nhận cái giá phải trả rất đắt. Chuyển cảnh Thao Thiết đột nhiên trốn thoát ra ngoài và người hắn đi gặp đầu tiên chính là Trảm Hoàng. Tại bờ biển Thao Thiết nói hắn sẽ hàn huyên về Đông Hải Long Cung để nối dõi người cha quá cố. Muốn nhờ Trảm Hoàng giúp hắn một chuyện đổi lại Thao Thiết sẽ cho hắn gặp được Tiểu Bạch. Nhanh chóng Thao Thiết tới gặp Tiểu Bạch vừa hay lính canh đuổi tới đây. Cứ nghĩ hắn bị bắt thì Thanh Đế đã đích thân ra tay giải vây cho Thao Thiết giúp hắn thoát kiếp lưu đày. Thao Thiết được Hứa Tuyên giao lại cho báu vật của Đông Hải Long Cung. Tên này bây giờ cũng ngộ ra được và hứa sẽ không làm việc xấu nữa. Cũng hỏi lại xem lần đó khi Hứa Tuyên tới thăm hắn có phải cố ý bày trò để hắn được thoát ra. Anh đây cũng nói thật là do hứa với Long Vương sẽ cứu con trai ông khỏi kiếp lưu đày cho nên mới làm như vậy. Đến ngày Thao Thiết cũng trở về Long Cung. Trước khi hắn rời đi có nhờ Tiểu Bạch dùng vạn tượng lệnh làm sạch Long Châu của hắn nhưng cô không nỡ vì làm thế khả năng cao Thao Thiết sẽ ngỏm luôn. Nhưng tên này cố chấp vô cùng cho nên Tiểu Bạch phải làm giúp. Trong suy nghĩ của hắn nhìn thấy hình ảnh hắn cùng cha cầm tay nhau đi về Đông Hải Long Cung sống yên bình, mà Thao Thiết làm việc đó cũng mong người cha được hồi sinh. Ngay sau khi Long Vương sống lại ông liền đi tới bên người con nhưng bây giờ Thao Thiết đã chán sống nên đã hóa Long tự vẫn làm cho Đông Hải Long Cung càng ngày càng sạch sẽ. Tiểu Bạch cũng đi gặp Trảm Hoàng theo mong muốn của hắn ta. Nhưng hai người này không nói chuyện được lâu khi lại quay sang đánh nhau theo giai điệu Hoa Đào Rơi. Mặc dù Tiểu Bạch yếu nhưng cũng không thể nào đánh thắng nổi được Trảm Hoàng còn bị anh bắt lại. Bên này Hứa Tuyên và Pháp Hà bàn chuyện chuẩn bị cho một trận chiến sống còn cùng với Trảm Hoàng để kết thúc câu chuyện miên man này. Xong việc này Hứa Tuyên cũng đi nhận tội với Thiên Đế để nhận lấy một hình phạt thích đáng. Trảm Hoàng cũng không làm hại Tiểu Bạch mà chỉ lấy lại vạn tượng lệnh trên tay cô sau đó bế cô vào lòng nói những lời cuối cùng sau đó dựng kết giới nơi cô nằm sau đó rời đi. Cuối cùng Trảm Hoàng đi gặp hai tên đệ thân tín nói với hai người từ nay về sau không cần theo hắn nữa mà hãy an giật về tam giới sống cuộc đời bình thường. Sau đó Trảm Hoàng đi tới chuẩn bị va nhau với Hứa Tuyên. Hai người hàn huyên về chuyện xấu của nhau xong cũng lao vào giao chiến. Cùng lúc bên chùa vòng bi của sư thúc cũng rơi ra cho nên từ đây Pháp Hải quyết định đi trừ yêu diệt ác cùng với Hứa Tuyên. Mặc dù có sự giúp đỡ của Pháp Hải nhưng thế tranh vẫn nghiêng về phía Trảm Hoàng. Ba người đánh từ rừng cho về tận tới chùa chưa phân bại được thắng thua. Đến khi biết mình không ăn lại được hai người kia Trảm Hoàng liền dùng mưu hèn kế bẩn đốt cả ngôi chùa cùng chết chung với hai người. Bên ngoài Tiểu Bạch cũng đã chạy tới đây nhưng cô bị người của Thiên Đế ngăn cản lại. Bây giờ cô có hai mệnh trong người nên ông ta không động được đến một cọng lông của cô. Bên bờ sông Tiểu Thanh cũng vận dụng xoáy nước biến thành rồng để dập tắt đám lửa. Cuối cùng ba người kia cũng dừng trận chiến đi ra ngoài. Gặp lại Hứa Tuyên Tiểu Bạch rất vui mừng khi anh còn sống. Còn Trảm Hoàng bây giờ đã cạn kiệt sức lực không còn sức chiến đấu cho nên chỉ dùng võ mồm để đối phó. Hắn bắt đầu nói về câu chuyện tình cảm của mình với Tiểu Bạch nhưng cô đây không chút rung động. Chính vì không lấy được tình cảm của cô mà cũng không muốn mình bị giam cầm lưu đày cho nên Trảm Hoàng quyết định tự sinh tự diệt tan biến theo chiều gió. Đột nhiên Giao Long xuất hiện. Do là kết giới bị phá nên bây giờ một trận chiến nữa xảy ra là việc không thể tránh khỏi. Việc Giao Long xuất hiện làm cho nước tràn bờ tháo công khiến cho người dân trong thành nhận cảnh lũ lụt không thể nào đỡ được. Hứa Tuyên cùng Tiểu Bạch hợp lực xiên Giao Long về nướng siêu cay. Nhưng con giun này quá trâu hai người xiên mãi không chịu ngỏm củ tỏi. Đến cuối cùng khi hai người phải dùng hết sức lực đâm vào chỗ hiểm của Giao Long thì con giun này mới hết đất diễn nhân dân bá tánh được an toàn trở lại. Tuy như vậy vẫn có rất nhiều NGUO vẫn bị gặp nạn nhìn thấy cảnh này Hứa Tuyên và Tiểu Bạch vô cùng đau xót. Đang đâu người hầu của anh chạy tới bao tin tỷ tỷ anh đang khó sinh. Khi anh chạy về lại nhận được tin dữ hơn từ bà cố nội nói tỷ tỷ bây giờ không ổn rồi. Đến cuối cùng con của tỷ tỷ cũng không thoát khỏi sinh mệnh khiến ai đó cũng đau buồn. Tối đó biết lần này là lần cuối cùng gặp mặt của nhau nên Hứa Tuyên và Tiểu Bạch nói chuyện rất nhiều. Hai người cũng không ngờ đến lại có ngày hôm nay hai người phải xa cách nhau đường ai nấy đi như vậy. Nói chuyện xong cũng là lúc Tiểu Bạch rời đi trong sự đau buồn sau đó cô cũng kịp thời ngăn cản màn combat của Tiểu Tương và Long Vương. Việc Tiểu Bạch làm náo loạn nhân gian như vậy nên được Thiên Đế triệu tập gấp. Ông ta cho biết người ở trên cửu trùng thiên ai ai cũng muốn trách phạt cô ngay bây giờ.
Tiểu Bạch không sợ hãi mà đón nhận những sự trừng phạt vì cô biết mình làm sai nên phải chịu phạt là đúng. Cô cũng cầu xin Thiên Đế bảo vệ cho Pháp Hải vì cô đây muốn anh được sống bình yên phần đời còn lại. Thiên Đế cũng hứa danh dự với Tiểu Bạch sẽ dùng tiên lực để bảo hộ cho Pháp Hải. Ngoài ra ông cũng muốn cô làm hộ một việc. Dưới nhân gian, Hứa Tuyên cùng các vị huynh đệ đang cố gắng hết sức sắc thuốc cùng với đó là giải cứu những người dân đang còn gặp nạn. Còn tỷ tỷ của anh vì nỗi đau mất đi cả chồng lẫn con cho nên bây giờ không thèm ăn uống gì. Người cô muốn tìm duy nhất bây giờ chính là chồng của cô cho nên Hứa Tuyên hứa với tỷ tỷ sẽ tìm lại tướng công cho cô. Ấy thế mà đang đi lông nhông trên chợ tìm tướng công cô này lại xung đột với một yêu quái tốt bụng. Đang định đánh tên này lại có một bàn tay ngăn cản lại và người đó không phải ai khác chính là tướng công của cô khiến gái này vui mừng khôn xiết. Trải qua bao nhiêu thiên tai bây giờ người và yêu đều sống hòa thuận với nhau khiến cho một người như Hứa Tuyên vô cùng vui mừng. Trong đầu anh lại nhớ về những lời thề non hẹn biển với Tiểu Bạch nhưng bây giờ còn đâu. Tiểu Bạch đi gặp Pháp Hải sau đó muốn truyền linh lực của cô cho anh đồng nghĩa với việc Tiểu Bạch sẽ ra đi. Điều này cô làm cũng chỉ muốn Pháo Hải và Tiểu Thanh sau này đều có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Ấy thế mà chuyện đang suôn sẻ Tiểu Thanh từ đâu chạy tới ngất quãng rồi tự ý hy sinh bản thân của mình để cho hai người được sống. Vì trước đây cô đã lập lời thề không để ai trong hai người được ngỏm cả. Ngay sau khi truyền hết nội lực của bản thân xong, viên Long Châu trong người của Tiểu Thanh cũng dần tan biến cùng với đó là việc cô ra đi mãi mãi. Chính lúc Tiểu Thanh tan biến cũng là lúc nơi đây pháo hoa bắn rợp trời. Việc Tiểu Thanh ra đi làm cho Tiểu Khôi cùng với những tiểu yêu trung thành nhất với cô vô cùng đau buồn. Điều họ muốn bây giờ chỉ có thể là lấy cô về nhưng người đã đi rồi sao có thể lấy lại được chứ. Một tiểu yêu nhớ ra có thể lên vườn đào tiên nặn hình Tiểu Thanh sau đó có thể có cơ hội Tiểu Thanh được hồi sinh. Đám này nhanh chóng ra cầu xin Hứa Tuyên cho họ làm việc này nhưng anh không cho, còn giải thích rõ ràng là Tiểu Thanh đã ngỏm nguyên thần tan biến không thể nào quay về được nữa. Bây giờ bọn họ chỉ còn cách tu luyện chăm chỉ để cho Tiểu Thanh ở thế giới bên kia được vui vẻ. Tam tai này chưa qua khỏi khi bây giờ nơi mà Hứa Tuyên từng trấn thủ đang bị một luồn ma yểm bao quanh và nó vô cùng nguy hiểm. Việc này khiến cho Thiên Đế và vài huynh đài của mình lại được một phen đau đầu. Hứa Tuyên bên này đi gặp sư phụ của Tiểu Bạch, được bà cho biết thứ ma yểm này chỉ có Tiểu Bạch hóa giải được. Nhanh chóng Tiểu Bạch cũng đi tới đây để thuần phục ma yểm trong nơi đây. Trước khi đi cô đưa bức thư Ân Đoạn Nghĩa tuyệt cắt đứt tình duyên với Hứa Tuyên mà không do dự. Cô cũng đau lòng lắm nhưng không còn cách nào khác. Khi chuẩn bị bước vào đây, Pháp Hải đi tới đây yêu cầu cô cho đi cùng để bảo vệ. Sau đó khi được sự đồng ý, hai người liền đi vào đó dùng hết tu vi để ngăn chặn ma yểm nhưng có vẻ không ăn thua cho lắm, ngược lại còn bị nó khống chế. Thấy thế cục bên trong không ổn, Hứa Tuyên liền đi hỏi sự trợ giúp từ người thân đó là Thiên Đế. Được ông cho biết anh bây giờ mới có thể cứu vãn được cục diện lên. Nhanh chóng Hứa Tuyên đê vào trong đó sau đó thay thế Pháp Hải áp chế ma yểm trong đây. Nhưng do nó quá mạnh nên anh bây giờ cũng bị ăn hành sấp mặt. Do bị ăn hành quá nhiều trong đó cho nên Hứa Tuyên phải đi ra ngoài đi tu luyện thêm vài ngàn năm nhờ Pháp Hải canh chừng và bảo vệ Tiểu Bạch hộ anh. Tới khi Hứa Tuyên quay về, tóc anh đã bạc phơ và có lẽ đã tu thành tiên rồi. Đến khi anh vào đó đánh ma yểm vẫn không si nhê gì mà Tiểu Bạch vẫn một động thái, đó chính là cười. Anh biết ngày tàn của mình đã đến nên không tiếc cái mạng của mình mà hy sinh nó để cứu lấy Tiểu Bạch cũng như là nhân dân bá tánh nơi đây. Cuối cùng nơi đây cũng vẹn nguyên trở lại như bình thường. Anh bây giờ cũng thiếu sống thừa là về ăn gà nên cũng dặn dò kỹ Pháp Hải lo cho Tiểu Bạch kỹ càng đợi ngày anh tái ngộ. Khi Tiểu Bạch tỉnh dậy cũng là khi anh không còn trên nhân gian này nữa. Cô bây giờ chạy khắp nơi đi tìm anh nhưng có mà tìm bằng mắt. Chỉ biết khóc trong đau đớn và tuyệt vọng, còn Pháp Hải cũng vì thế mà hàn huyên về nhà trồng cây hái quả. Tiểu Bạch khóc nhiều đến nỗi khiến ông trời cảm thương mà rơi nước mắt. Nhưng cho dù cô khóc nhiều cỡ nào đi chăng nữa, Hứa Tuyên cũng không quay trở lại. Vì quá đau lòng nên Tiểu Bạch tự vẫn nhảy xuống sông, sau đó có một hình bóng nào đó bơi tới cứu cô. Đó chính là Hứa Tuyên, nhưng mà đều vừa rồi chỉ là ảo tưởng anh hùng cứu mỹ nhân của cô mà thôi. Còn Hứa Tuyên không xuất hiện như vậy mà anh bước tới trên tay cầm chiếc ô che cho cô nương này. Nhìn thấy anh xuất hiện, Tiểu Bạch vui mừng không thôi mà thấy anh tóc đã bạc phơ, minh chứng cho việc Hứa Tuyên đã tu thành tiên. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, cũng là kết thúc của bộ phim. Phần review đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại để lại cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực ra thật nhiều video mới nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.